Kính lạy Chúa là Đức Trời toàn năng, Cha tái còn là người chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ này chúng con lại được đến với lời hàng sống của Chúa. Nghĩa là chúng con được đến ăn bánh và uống nước hàng sống của Ngài cho linh hồn của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con biết rằng Đức Thánh Linh là Cha yêu dấu của chúng con, luôn chờ đợi chúng con và Ngài luôn luôn sẵn sàng để dẫn chúng con vào trong lẽ thật của lời Ngài. Bởi cái đó thì giờ này chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài sức dầu cho hết thảy tâm linh của người chúng con. Ngài mở tai của chúng con ra để niêm phong lời giáo huấn của Ngài vào trong lòng chúng con và trong trí khôn. Vì chúng con chưa đi con đường này bao giờ cả, là con đường của sự sống người đời, tưởng lẽ thật mầu nhiệm mà Ngài sẽ dắt dẫn chúng con vào như lời Chúa Giêsu đã phán hứa với chúng con vậy. Và bởi cớ đó chúng con có nơi tin cậy vững chắc hoàn toàn ở đây Ngài. Ngài biết rõ khả năng của mỗi người chúng con, nên trong khi chúng con nghe lời của Chúa, Chúa sẽ giúp cho chúng con được mở trí ra để hiểu được ý của lời Ngài, hầu cho chúng con vui mừng gìn giữ lấy, sở hữu lấy và làm theo ý muốn tốt lành của Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa giúp đỡ cho chính con để nhớ ơn của Ngài mà môi miệng của con được thông thả, nói rõ ràng. Xin Chúa giúp đỡ để con không vì cớ sự yêu đức và bất toàn của xác thịt này mà hãm ép được Chúa, nhưng cho môi miệng của con được tự do mọi bề để rao giảng lời của Đức Chúa Trời, để không nói sai từ, không vấp chữ, nhưng cách rõ ràng, cách phát âm để đơn sự của Chúa nghe và có thể hiểu được ý nghĩa của lời Ngài. Hầu cho hết thảy mọi người chúng con đều vui mừng được Chúa dắt vào trong lẽ thật của lời Ngài. Và trong khi giảng, xin Chúa mở trí cho hết thảy mọi người chúng con và cho chính con nữa. Hầu cho con có được đức tin từ đây Ngài mà có thể tiếp tục hợp tác với Ngài để công bố lời của Chúa cho đơn sự của Ngài. Vì lời của Chúa là sự sống cho chúng con. Xin Chúa soi sáng bằng Ngài trên hết thảy mọi người chúng con. Vì thì giờ có cần này, xin ý Chúa được nên, đức của Cha được đến. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các lẽ thật trong sách Giăng bài 159. Chúa Giêsu là đường đi đến sự sống đời đời nơi thiên đàng. Kinh thánh nền tảng là sách Giăng đoạn 14 từ câu 3 đến câu 6. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thôma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong cuộc sống hàng ngày của loài người chúng ta trên đất này, trong mỗi dân tộc với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng người ta đều có những câu, những từ, những chữ để sử dụng những ẩn dụ, ví von để mô tả, để diễn ý mà người ta muốn nói đến. Và đó là cách thức để người ta diễn đạt ý muốn của mình giữa con người với nhau, hầu cho người ta không thấy sự tẻ nhạt ở trong sinh hoạt của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại, người ta có thể mua cho mình những tấm bản đồ để phục vụ cho việc du lịch, đi lại, giao thông. Và như vậy, bản đồ là một công cụ giúp cho người ta dễ dàng nhận biết được hướng đi của mình, hầu cho người ta biết cách đi như thế nào cho dễ dàng. Và đó là cái cách thức, phương pháp nhận biết con đường mà người ta sẽ đi qua để đến được nơi người ta muốn. Để tới được một nơi nào mà người ta đã định thì người ta cũng cần phải có những con đường, mà những con đường đó không phải để cho bàn chân người ta đạp lên, nhưng là con đường để cho bộ não người ta đi tới trước, đi trên mấy cái con đường, hầu cho có thể kinh nghiệm được và đúc kết cho mình một quyết định chính xác nhất để thực hành bước đi thật trên con đường thật mà người ta có thể cảm nhận ở trên xác thịt của người ta. Ngay cả khi người ta sử dụng bộ não của mình để bước trên con đường gọi là đường ảo, tức là đường ở trong tâm trí, nghĩa là người ta có thể nhìn thấy được, nghe thấy được về con đường đó, có thể nhìn thấy con đường đó ở trên truyền hình, trên báo, ở trên phim ảnh, hoặc là nghe thấy người ta nói về con đường đó, mà bàn chân của người ta sẽ có một ngày người ta phải đạp trên con đường đó. Chúng tôi khi xưa, trước khi vào trong chiến trường, chúng tôi được miêu tả về con đường chúng tôi sẽ được đi. Con đường đó được chiếu trên màn hình như là đường Trường Sơn, trên rừng, trên núi. Nhưng mà tôi cảm tạ Chúa một điều là ngay từ khi tôi còn nhỏ, 14 tuổi, Chúa đã cho tôi phải thấy con đường đó rồi. Tức là quê hương tôi, con đường ở trên biển, con đường ở trên núi, tức là trên khe, tôi sống ở vùng đó rồi. Cho nên khi tôi được vào trong chiến trường thì con đường đó với tôi thì rất là gần gũi với tôi và tôi cảm thấy thích thú nó. Nhưng mà đối với những người ở thành phố, những người mà ở đồng quê, đồng bằng, chưa đi vào rừng núi bao giờ cả, thì núi, rừng thì cảm thấy là cái gánh nặng cho họ. Vì họ không thấy được cái an toàn, cái tốt lành của rừng núi mà Chúa đã tạo dựng nên. Còn tôi thì tôi thấy thích thú vì rừng núi đem lại tài nguyên cho tôi và đem lại thực phẩm cho tôi.
Bởi cái đó khi tôi vào trong chiến trường như vậy, tôi dù nhỏ nhưng mà tôi khỏe hơn tất cả những người khác, là bởi vì tôi đã quen nó rồi. Chúng ta đang nói về con đường. Chúa Giêsu phán là Ngài là đường đi, tức là Ngài có đường đến với sự sống ở đời. Nhưng mà chúng ta nhìn vào Chúa thì Ngài là một con người ở trước mặt các môn đồ của Ngài. Nhưng mà Ngài là phán là Ngài là đường đi. Mà nếu không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha, ta là đến với sự sống ở đời ở trên thiên đàng. Và nếu chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời là con đường? Hầu cho chúng ta có thể tiếp thu được và không thắc mắc mà có thể áp dụng được cho cuộc đời của mình để có thể đi trên con đường đó được. Trước hết chúng ta phải dùng cái bộ não của mình để bước đi trên con đường ảo đó, là con đường mà chúng ta biết rằng mình sẽ phải đi trong thực thể để tới được, hoặc là nó là mục tiêu cả cuộc đời của mình phải đến được cái mục tiêu đó, để đến được đến đó. Thì mình phải dùng bộ não của chúng ta chứ. Trên là trong quân đội thì bộ đội Bắc Việt thắng được bộ đội Việt Nam Cộng Hòa là bởi vì người ta đi bằng đầu, đi bằng ý chí, đi bằng quyết tâm. Mà để người ta có thể quyết tâm được đó, người ta phải được học. Toàn bộ chính trị là được học. Rồi trang bị cho người ta cái tinh thần để người ta nhận biết được mình không còn đường lui, mình phải tiến tới. Và nếu mình không tiến tới thì mình sẽ chết trong sự ổ nhục. Và người ta đặt trong tư tưởng người ta một cái quyết tâm như vậy đó và người ta có thể đi được. Ở đây tôi đang nói về chúng ta phải đi trước bằng tư tưởng của chúng ta, bằng sự hiểu biết của chúng ta, và chúng ta dùng bộ não chúng ta đi trước, tham khảo trước con đường đó, và để chúng ta có thể cho mình có sức lực, có quyết tâm và có ý chí để đạt được điều mình muốn đi đó. Chúng ta phải có những con đường, chúng ta phải đi trước đó, hầu cho chúng ta có thể đi được cái con đường chúng ta muốn đi. Ở đây ví dụ chúng ta muốn từ đây ra ngoài Bắc, chúng ta đi bằng xe Honda. Chúng ta biết rằng nếu theo bản đồ thì nó khoảng 1.600 km từ đây ra Hà Nội. Thế nhưng mà chúng ta không thể tính km mà đi trên xe Honda theo cách của mình đi trong thành phố được. Chúng ta phải đi trước trên con đường đó qua tư tưởng của chúng ta, qua sự nghe các thông tin, tin tức, rồi nhìn thấy hình ảnh để lượng sức của mình, ra thêm sức cho mình để mình biết rằng mình phải cần những cái gì để có thể đi được. Ngay cả khi chúng ta có bản đồ trong tay, chúng ta cũng chưa chắc đã đi được chính xác đâu. Chúng ta phải học nữa, tức là để chúng ta có thể bước chân lên con đường đó, chúng ta phải học làm thế nào để chúng ta có thể đi được trên con đường đó. Như vậy là chúng ta phải có những con đường mà chúng ta không dùng chân mà dùng đầu. Chúng ta đi từng bước một. Thứ nhất, cách dở bản đồ, cách nhìn bản đồ, cách đọc bản đồ, cách hiểu dấu hiệu của bản đồ, rồi cách tính toán của bản đồ. Rồi bắt đầu mình mới hiểu được là mình sẽ đi như thế nào, tính toán như thế nào. Mình dệt trong bộ não của mình con đường mình sẽ đi, những cái việc mình sẽ phải làm. Như vậy là có rất nhiều con đường được vẽ ra, được đi trong trí nhớ của chúng ta. Khi người ta muốn xây một ngôi nhà thì lập tức bộ não người ta đi chơi nhiều lắm, đi khắp mọi nơi, đi quận 1, đi quận 3, rồi quận Phú Nhuận lên, để nhớ lại những cái ngôi nhà mình đã từng nhìn thấy. Rồi mình ước ao, mình dệt lên trong đầu của mình một con đường rất là dài đi khắp mọi nơi đó để tính toán cho mình xét và thu lập lại cho mình cái hình ảnh của những ngôi nhà mà mình muốn đó. Rồi bắt đầu mình vẽ nó xuống theo ý của mình. Tức là mình đi trong trí của mình, đi về quá khứ, rồi đi tới tương lai để hình dung ra cái ngôi nhà mình sẽ xây đó để quyết định cho ngày mai. Ngày hôm nay chúng ta quyết định cho chúng ta con đường để chúng ta về thiên đàng. Chúng ta trở về quá khứ mấy ngàn năm trước, căn cứ theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi về tương lai căn cứ theo sách Khải Huyền của Kinh Thánh đã chép. Rồi chúng ta đi hiện tại những gì mà Chúa mách bảo cho chúng ta. Và chúng ta bắt đầu dùng trí chúng ta để nhận biết được những gì sẽ xảy ra căn cứ theo lời của Chúa đã chép. Chúng ta tập bước theo lời của Đức Chúa Trời ngay khi nó chưa xảy ra trên đất này, để cho chúng ta một cái đức tin để khi điều đó xảy ra chúng ta không ngỡ ngàng, chúng ta không sợ hãi. Trong tất cả các trung tâm thương mại lớn ấy, tại mỗi khu trung tâm thương mại đó người ta lại có một cái bảng thông tin về cái trung tâm đó. Ví dụ như quý vị sang trung tâm thương mại ở nước ngoài chẳng hạn, hoặc là 2 tầng hoặc 3 tầng, thì nó có rất nhiều bãi đậu xe, và mỗi bãi đậu xe nó có cái cửa vào trong trung tâm đó. Khi quý vị vừa vào trong trung tâm đó thì có cái bảng thông tin rất là lớn, hai chiều hai mặt bên kia đó, cái bản đồ toàn bộ khu vực đó hiện ra trước mặt quý vị. Rồi người ta đề là you are here, tức là quý vị đang ở đây, đánh dấu ngay quý vị đang ở đây. Như vậy biết tôi đang đứng đây, như vậy là bên phải của tôi là hướng này, bên trái của tôi là hướng này. Như vậy nếu tôi muốn tìm cái tiệm cắt tóc ở lầu 2 thì phải, như vậy tôi phải tìm dấu hiệu của cầu thang ở đâu.
Tôi dùng bộ não của tôi đi trước theo bản đồ này để lên đến đây, rồi lên tầng này, rẽ sang bao nhiêu đó, đến ô số mấy có cái chữ hiệu là cửa tiệm uốn tóc. Như vậy, tôi dùng đầu của tôi đi trước khi bàn chân tôi đi là A, đến đây, mình thấy A như vậy không khó khăn lắm. Như vậy là tôi cứ theo trí nhớ của tôi là tôi bước sang bên phải bao nhiêu bước, tôi lên cầu thang, tôi rẽ bao nhiêu căn nữa là tôi đến, và tôi bắt đầu tôi đi theo. Khi mình hiểu rõ ràng rồi, mình sẽ đến được. Đấy là nếu chúng ta đến một cái trung tâm thương mại đó để chúng ta mua bán, thì chúng ta cần có sự chỉ dẫn này. Nhưng mà không phải mọi người vào đó đều có thể hiểu đâu. Vì có nhiều người rất chậm hiểu. Lên lại hỏi anh ơi, chỉ tôi biết là tôi muốn tìm, nên lại tìm cái tiệm này ở đâu. Thế anh bảo, đây này, số này này. Nhưng mà không phải ai cũng biết cái chữ đâu. Rồi cái vẽ là màu này, số này, chẳng biết cái gì cả. Hoa cả mắt rồi, họ không tự tin nữa, họ sợ hãi. Họ kêu cái người bảo vệ đến chỉ dẫn. Trong khi đó này, vẽ rất rõ ràng, số đây, tên, tiệm nó đây. Như vậy là người ta phải học cách đọc bản đồ, học cách nhìn bản đồ, rồi cách học bản đồ. Khi xưa chúng tôi trong những trường đó, học đọc bản đồ. Khi cái bản đồ mà đã đến tay mình đó, mình phải biết rằng cái bản đồ đó tỷ lệ bao nhiêu. Nếu mất cái tỷ lệ đó, chúng ta rất khó đi. Pháo binh cần tỷ lệ. Khi người ta nhìn vào bản đồ, biết rằng trong quân đội thì nó được chia ra tọa độ, kinh độ, vĩ độ. Vậy thì khi chúng ta ở kinh độ nào, vĩ độ nào đó, cũng giống quý vị xem bản đồ đấy, có thể một cột là 1, 2, 3, 4, 5, một cột là A, B, C, D. Như vậy là đây là A1, A2 hay A5. Thì nếu biết cái ô nào, ô số A xuống bậc số 5 thì kéo xuống đây, nó ở khu vực này, để tìm được cái đường đó. Thì chúng ta phải học cách nhìn bản đồ, rồi học cách đọc bản đồ. Tức là bản đồ có rất nhiều ký hiệu, bởi vì bản đồ nó thu nhỏ lại, không thể đưa tất cả mọi thứ tên vào nó được. Có dấu hiệu tam giác là gì, hình vuông là gì, hình chữ nhật là gì, ngôi sao là gì, rồi cái thập tự là gì. Đọc các dấu hiệu đó để nhận biết đây là cái gì, đây là cái gì, đây là cái gì, hình dung ra được. Khi mình học như vậy, bộ não chúng ta đi trước để chúng ta đọc được, cho mình cái kiến thức. Sau khi tất cả mọi thông tin kiến thức của mình đã được thu lượm đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu hình dung được cái con đường chúng ta sẽ phải trải qua. Tức là có rất nhiều việc chúng ta sẽ phải trải qua, chứ không phải là đơn cử là bước đi trên đường đó mà thôi. Chúng ta biết rằng đoạn đường nó dài bao nhiêu km, vậy thì phải ăn mấy lần. Chỗ nào thì lên rừng để ăn, chỗ nào thì có đồ để mua ăn, chỗ nào thì không có đồ, vậy thì mình phải mang đồ ăn đi theo. Hoặc chỗ nào thì nơi chúng ta sẽ tiếp nhiên liệu cho mình, hay là phải mang nhiên liệu theo. Tất cả mọi sự liên quan đến con đường đó, chúng ta phải được đi trước qua sự tìm, tòi, đọc, nghe, nhìn, hiểu, suy nghĩ, tính toán. Thậm chí thảo luận, tranh luận, cho đến khi mình hiểu chắc chắn rồi, bây giờ mới ra quyết định là tôi có đi hay không đi. Như vậy, trong bài này, Chúa Giêsu phán rằng Ngài là đường đi. Thì điều đó không nghĩa là chúng ta đạp trên Ngài để mà đi. Nhưng mà chúng ta phải thông qua Ngài, nhờ Ngài, bởi Ngài, vì Ngài mới có thể đi được trên con đường đến với Đức Chúa Cha. Chứ không phải Chúa bảo chúng ta chỉ hướng chúng ta đi mà chúng ta biết đi đâu. Khi chúng ta đọc các dấu hiệu cho bản đồ, chúng ta phải tìm hiểu được cái dấu hiệu. Ví dụ như đâu là nhà vệ sinh, rồi đâu là nơi cấm hút thuốc, đâu là nơi mà chỗ ăn uống, đâu là nơi ra cửa đầu xe, và nơi nào là nơi để khi có hỏa hoạn xảy ra thì mình thoát ra được, mình phải xem trước đó. Thế này, khi chúng ta đến bất cứ nơi nào đó, chúng ta phải học hỏi những cái vùng nơi đó, những cái dấu hiệu đặc biệt hầu cho chúng ta có thể thích ứng được. Thì ví dụ như là khi quý vị vào xem trong rạp cine chẳng hạn đó, thì khi rạp tắt đèn đi thì có một số nơi ngọn đèn luôn luôn có, đó là cửa ra để thoát hiểm. Khi có hỏa hoạn xảy ra thì người ta biết hướng đi. Khi đèn tắt rồi thì góc chỗ nọ, góc chỗ kia nó có cái đèn màu đỏ là exit hoặc là lối ra. Thì mình phải biết được vào đó, phải nhìn ngay để khi có sự cố thì mình biết đường mà chạy. Chứ không có vào chỉ biết vào ngồi chiếm chỗ rồi để xem phim mà thôi. Có hỏa hoạn xảy ra rồi đạp lên nhau mà chạy, không biết chạy về đâu. Như vậy khi chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng phải hiểu rõ được tất cả mọi sự liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa và đi theo Chúa, chúng ta phải hiểu mình đi theo Chúa là đi như thế nào. Đi làm sao cho an toàn, đi làm sao cho tốt lành và được đến nơi đến chốn. Khi chúng ta phải lái xe trên đường dài, người ta thường phải có nhiều loại bản đồ khác nhau. Ví dụ, các bản đồ chuyên dùng về giao thông, có bản đồ thuộc về thành phố, có những bản đồ thuộc về địa lý. Nếu quý vị dùng bản đồ trong thành phố, thì quý vị sẽ không có chi tiết của con đường, mà chỉ biết cái tên đường như thế mà thôi. Nhưng nếu quý vị đi đường dài, thì phải có bản đồ của địa lý, trong đó có in hình của bản đồ.
trên bản đồ địa lý, nó cho chúng ta biết độ cao của vùng đất đó, có núi, có khe, có sông. Như vậy chúng ta sẽ căn cứ vào con đường đó, biết địa hình trước đó mà chúng ta lượng sức xe chúng ta đi như thế nào, chở được bao nhiêu thứ và mang những điều gì đi theo. Tôi đang nói về sự chuẩn bị để chúng ta có thể đi được trên con đường mà chúng ta sẽ đi. Nhưng người lái xe phải học cách nhìn bản đồ để thông qua các quy định về các dấu hiệu được in trên bản đồ mà người ta nhận biết được các giao lộ của con đường. Trên con đường nó có giao lộ, tức là đường khác sẽ bắt vào con đường đó, gọi là đường vào. Trên các đường lớn có đường ra nữa. Khi nó chạy phải biết cái đường ra nó số bao nhiêu. Ở nước ngoài ấy, thì người ta đọc bản đồ rồi thì cứ để chữ E, tức exit đấy, là số bao nhiêu. Mình biết rằng mình phải chạy đến số 129 chẳng hạn đó, thì phải rẽ ra bên đó để đi vào cái thành phố đó. Thì trong khi mình đi trong đường, mình phải đếm có bao nhiêu cái exit, bao nhiêu cửa ra. Đến cái đường cuối cùng đó, mình phải nhanh chóng táp về bên phải để mà ra. Không giống như người Sài Gòn, cứ đi đại rồi đến chỗ đó quẹo là quẹo đại, không tính trước gì cả. Nhưng người đó là người rất là liều, thiếu hiểu biết. Khi chúng ta biết rằng chúng ta đến cái đường đó, rồi qua đường đó là tới con đường mà chúng ta sẽ phải rẽ phải. Vậy thì khi chúng ta đi qua con đường cuối cùng đó, chuẩn bị đường rẽ phải đó, chúng ta sẽ phải tạm thời bên lề để đi sát vào bên lề, để đến đường phải đó chúng ta quẹo phải luôn. Nhưng mà người Sài Gòn này không, cứ đi thong dong, đường nào dễ đi đi thôi, đến đường phải là quẹo luôn, không cần biết người bên cạnh là như thế nào cả. Nên tai nạn thường xảy ra. Vậy thì chúng ta là người theo Chúa, đức tin của chúng ta nó căn cứ vào sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta hiểu biết rõ ràng, chúng ta rất tự tin để gia tăng đức tin của mình theo Chúa. Còn nếu chúng ta không hiểu biết đó, cứ ù cạc cạc, ông muốn nói sao nói rồi, tôi cứ nghĩ là Chúa thương xót, tôi cứ cầu nguyện là Chúa cho. Như vậy là không được. Chúng ta phải có sự thông biết về luật pháp mà Chúa ban cho chúng ta. Vì luật pháp đó là Chúa đã dùng để cấu tạo chúng ta. Vậy khi ngày hôm nay khi chúng ta trở lại cùng Chúa, chúng ta phải học luật pháp để trang bị lại những gì mà chúng ta đã bị mất. Tôi nói ví dụ, giống như cái người máy kia, nó bị người ta phế thải vào trong kho, bây giờ dừng lại rồi nó thiếu cái ốc đè, thiếu ốc kia chẳng hạn, nó khi sử dụng rồi không sử dụng được, nó là không thành công. Hoặc khi sử dụng vào công việc đó rồi nó không đủ sức, nó làm hư làm hại đi. Thì chúng ta cũng vậy, để chúng ta có thể theo Chúa được cách an toàn, cách thành công, cách vững vàng được, thì phải nhanh chóng hiểu biết những gì thuộc về mình. Mình phải biết mình là ai, Kinh Thánh chép gì về mình, phải xem rằng trên con đường mình sẽ đi đó còn dài lắm. Vậy thì giống như chiếc xe, nó cần phải được trang bị dầu đủ này, dầu mới thay này, dầu nhớt thay này, rồi hộp dầu số này, rồi bánh xe này, rồi xăng này, BQ này, thắng này, tất cả đầy đủ an toàn rồi đó. Và bây giờ quyết định là gì? Mình đi căn cứ theo cái xe của mình mới hay cũ, mà chạy tốc độ nào cho nó an toàn. Vậy thì mình yên tâm mình đi, chứ không thể cứ có xe mà nhảy đạn lên mà chạy đâu. Thì chúng ta đi theo Chúa cũng vậy, chúng ta phải nhận biết con đường này đó là cả một cuộc chiến, chúng ta sẽ phải trải qua một chặng đường dài. Thiên Đức của Trời là đứng hàng thương xót đấy, không cho dân Israel đi con đường thẳng vào xứ Canaan đâu, bởi vì tại đó sẽ chạm trán với dân Philistine và chiến trận xảy ra, e rằng họ sẽ ngã lòng. Nên Chúa cho họ đi con đường tránh, đi trong đường vòng đó để tránh trận chiến. Bởi vì dân Israel là dân chăn chiên, đã bị tôi mọi trong xứ Ai Cập hơn 400 năm rồi, họ không biết đánh trận. Chính bởi cái đó nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta là có thời gian trên đất này để học lại chính mình. Mình phải xem những gì mình cần lấy lại, chứ phải đến đây để xem Chúa ban phước cái gì cho Chúa tôi. Chúng ta có thể ví dụ như này, con người bề trên chúng ta là cái công nhân này, thì cái xác thịt chúng ta nó là cái gánh nặng. Ngày hôm nay nếu chúng ta mập quá đấy, ta gánh khó lắm. Mập ấy là phải ăn nhiều, người mập là đói nhanh lắm, tại vì tiêu hóa năng lượng để nuôi chính cái xác thịt của nó lên, nó đói rất là nhanh, mà ăn nhiều thì càng ngày càng mập, mà mập như vậy thì rất là nặng. Thì cũng có thể như vậy, nếu tâm linh chúng ta không vững vàng mà suốt ngày cứ lo phước, mà phước nhiều bao nhiêu thì anh xác thịt đang ngủ nhiều bấy nhiêu, nó ăn nhiều bấy nhiêu, nó mập nhiều bấy nhiêu, thì làm sao mình chiều nó được. Thì bây giờ lúc là phải diet nó, tức là gì, khiến cho nó giảm cân đi, giảm thiểu cái nhu cầu nó đi, cái chính là cho con người bề trong nó khỏe lên đã. Thì đấy là cái lúc mà chúng ta trang bị lại những gì thuộc về tâm linh của mình. Còn Chúa là đấng khôn ngoan và vô lận, vì chính Ngài đấng tạo lên loài người, Ngài biết cân bằng xác thịt của loài người với tâm linh chúng ta như thế nào. Ngài sẽ nuôi chúng ta cách của Ngài là hợp lý nhất. Vậy chúng ta cố gắng để trang bị cho tâm linh ta những gì nó thuộc về mình. Bây giờ chúng ta xem so sánh giữa anh em với người đứng giảng, xem anh em thiếu hụt những gì, so sánh giữa mình với người đó
là hai con người. Nhưng tại sao người đó giảng được mà mình không giảng được? Tại sao người đó hiểu được mà mình không hiểu được? Ai mình thiếu cái gì? Thiếu sự sức giàu, thiếu sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao mình không có điều đó? Kinh Thánh nói gì về điều này? Có phải là Ngài hạn chế chỉ người được, người kia không được không? Không phải như vậy. Tất cả mọi người đều có thể được như nhau nếu người ta tìm kiếm. Vậy thì mình phải xem là mình đã không tìm kiếm hay là mình đã tìm kiếm mà Chúa không cho. Mình sẽ đặt lên cái cân của mình để mình xem cái nào là cái tốt nhất, cái gì là mình trang bị cho mình trước tiên, mình trang bị cho mình. Nhưng phần lớn người ta là trang bị cái gì mình nhìn thấy trước, là cái gì tôi có nhu cầu. Và chính điều đó là xác định người ta được đặt lên trên tất cả mọi sự đó, mà khiến người ta nặng lên. Mà càng nặng lên tức là càng béo mập ra đó đi, nó càng đòi ăn nhiều. Trong khi đó nó không làm được đúng theo luật pháp của Đức Trời, nên không thể nhận được cái điều mà nó cần. Nếu ta làm theo luật pháp Đức Trời thì phước sẽ xuống trên chúng ta. Nhưng bởi vì nó mới đến với Chúa, nó đã yếu rồi, nó cứ muốn ăn nữa, mò nữa, ăn nữa, mò nữa đi. Trong khi đó xác thì không làm theo luật pháp Đức Trời. Bởi vì con người bên trong không được mạnh mẽ, nó không có sức từ con người bên trong để nhận biết giá trị quan trọng của việc làm theo luật pháp Đức Trời. Nó chỉ suốt ngày là Chúa ơi còn cần, mà không lo về vấn đề của tâm linh. Bởi nó càng ngày nó càng nặng đi, nó lệch vế rồi, nó yếu dần. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ được cái giá trị quan trọng của việc cân bằng tâm linh và xác thịt chúng ta. Đây, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải tính toán trước con đường chúng ta đi, mà chúng ta phải hiểu. Mà Chúa Giêsu phán là chính Ngài là con đường, Ngài là con đường thực tế, và trong đó Ngài cho chúng ta biết con đường ảo thông qua Ngài như thế nào. Sự hiểu biết chắc chắn thông tin liên quan đến con đường sẽ giúp cho người ta lái xe yên tâm trước khi xuất hành. Như vậy, trước khi bắt đầu cuộc hành trình tới nơi người ta muốn, thì người ta phải dùng bộ não của họ để đi trước, khảo sát trước con đường đó, trước khi họ bước chân họ đi. Nhận biết con đường chưa phải là điều kiện tốt nhất để người ta có thể bảo đảm cho cuộc đi tới được nơi người ta muốn, mà người ta còn phải nhận biết được các điều kiện liên quan đến việc đi trên con đường đó sao cho an toàn nữa. Đó là liệu người ta có thể đáp ứng được các yêu cầu cần phải có để việc đi của người ta có thể đạt được hay không. Ngày hôm nay người ta nói là để có thể ra ngoài Bắc được, xe phải là bảo đảm rồi. Nhưng mà còn tiền đổ xăng thì ở đâu? Không thể vừa đi vừa xin được. Người ta phải dự trù tính trước cho mình những cái gì mình cần thiết. Rồi chúng ta đi vào mùa này, ở đây thì nó như thế này, nhưng ra ngoài kia lạnh thì sao? Nên để Hải Vân thì lạnh nữa ra sao? Ngày Bắc thì gió mùa Đông Bắc như thế nào? Liệu có phải mang áo ấm hay không? Người ta tính toán đầy đủ rồi, người ta mới xuất hành được. Thì người khôn ngoan là người ngồi xuống tính phí tổn tất cả mọi sự trước khi mình quyết định hành động. Chúa Giêsu đã đến cho người ta biết là chính Ngài là con đường. Trước hết, thông qua Ngài chúng ta có thể vững bước đi trên con đường mà Đức Chúa Trời đã yêu cầu chúng ta đi trên đó để được cứu. Thông qua Ngài. Vì chúng ta biết là chúng ta đang đi trở về thiên đàng, nhưng mà chúng ta không thể nhảy khỏi cái chất đất này vào thiên đàng ngay được. Không ai có thể làm điều đó được. Nhưng mà chúng ta đang đi trên một con đường, để trên con đường này đó, chúng ta đi trên con đường đó mỗi ngày trong tư tưởng của chúng ta và trên hành động của chúng ta. Đến kỳ đã định, chính Chúa sẽ khiến chúng ta ra khỏi trái đất này để về thiên đàng với Ngài. Luca đoạn 14, câu 26 đến 33 chép này: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong công việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một môn lính có thể địch nổi vua kia đem hai môn lính cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Con đường của Chúa là con đường của sự lạ lùng. Mà chúng ta biết rằng chúng ta muốn linh hồn mình được sử dụng ở đời thì chúng ta phải đi trên con đường mà Chúa đã chỉ cho. Vậy thì tất cả mọi điều mà Chúa Giêsu đã phán đó là điều kiện mà những người muốn đi đến con đường của sử dụng ở đời đó phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận được thì đừng bao giờ mong mình sẽ được sử dụng ở đời. Và những điều kiện đó Chúa Giêsu đã phán ấy, là nếu ai theo Ngài mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ của Ngài. Điều kiện rất lạ lùng. Vậy thì làm thế nào chúng ta hiểu được? Đấng đã ban điều kiện cho chúng ta thì chính Ngài đấng duy nhất giải thích cho chúng ta điều kiện đó là như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể đạt được cái điều kiện đó. Chứ không phải hỏi người khác. Chính người ra bài toán cho chúng ta giải được bài toán đó.
Vậy thì Ngài đã đưa cho ta điều kiện đó. Bây giờ chúng ta xem làm thế nào để chúng ta đạt được cái điều này, ghét là gì, yêu điều gì theo cách của Chúa. Mỗi người khi được sinh ra trên đất này thì ngay khi người ta biết nghe, biết nhìn, biết nói, biết ăn, tự chọn đấy, thì lúc đó là lúc người ta được cha mẹ mình dạy dỗ cho người đó con đường làm người. Người ta gọi là đạo làm người. Nghĩa là người đó phải được dạy dỗ về đạo làm thế nào để sống an toàn trong xã hội của loài người. Và người ta gọi con đường đó là đạo. Theo ôm Hán Việt thì đạo cũng có nghĩa là con đường. Mà chữ đường này người ta cũng có thể dùng từ kép để nói đến cách đi, nết ăn ở, cách thức làm việc. Đó là chữ đường lối. Hoặc người ta cũng gọi là lối đi, thay vì dùng chữ đường đi để nói đến cách đi, phương pháp đi. Như vậy thì chữ phương pháp, cách thức, đường lối, biện pháp cũng gọi là con đường nữa. Vậy chúng ta xem Kinh Thánh chép gì về con đường này. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 17 đến 19 chép: Đức Giê-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Chữ đạo trong câu 19 này trong tiếng Hebrew là chữ Derek số 1870, ra từ gốc chữ Darak số 1869 của tiếng Hebrew, có nghĩa là đường đi, lối đi, cách thức, phương pháp, hướng đi, phía tức là phương hướng đấy, biện pháp để bước lên trên, để uốn cong, để khuất phục, để bắt phải làm theo, để dẫn đường, để chỉ dạy, là hướng dẫn, để đưa đi. Đạo Đức Giê-hô-va. Như vậy thì khi chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-su phán Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống, thì chúng ta phải hiểu ngay là Ngài là một mẫu mực của việc làm thế nào để có thể đi về thiên đàng được. Căn cứ theo điều gì mà Chúa Giê-su đã thực hành, Ngài đã dạy dỗ, Ngài đã chép xuống, chúng ta đọc, ta hiểu, chúng ta làm theo. Thứ hai nữa, Chúa Giê-su được gọi là lời Đức Chúa Trời. Vậy thì lời Đức Chúa Trời là con đường, lời Đức Chúa Trời cũng là cách thức, lời Đức Chúa Trời là đường đi, lối đi, phương pháp, hướng đi, biện pháp để chúng ta bước lên trên đó, để uốn cong chúng ta, để bắt chúng ta chịu khuất phục, bắt phải đi theo, để dẫn hướng, dẫn đường chúng ta, để chỉ dạy, để đưa chúng ta đi. Như vậy, đây là tất cả ý nghĩa về đạo của Đức Giê-va, hay là đường đi, và cũng là cách thức đi, phương pháp đi lắm. Vậy thì Chúa không đánh đố chúng ta làm sao chúng ta có thể về thiên đàng được. Chúa nói với dân Israel là hãy làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời đó, thì nhờ nó mà được sống, trong đó có sự sống ở đời. Như vậy, Chúa yêu cầu chúng ta là sống theo đường lối của Chúa. Đây là đường lối của Chúa. Mặc dù chúng ta không thể hình dung ra là Kinh Thánh tại sao là con đường được, nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là chúng ta có thể ngồi đây, nhưng mà qua phim ảnh, qua truyền hình, chúng ta có thể tới Hà Nội hoặc tới quốc gia nào đó, nếu trên truyền hình nó có chiếu đến. Mà chúng ta có thể đi vượt thời gian, vượt không gian, để chúng ta tới được nơi đó, để nhìn biết cái thành phố đó, cái nơi đó. Ở đây, Chúa cho chúng ta biết đường lối của Ngài, hay là cách thức của Ngài. Và qua đó chúng ta có thể nhìn biết là thiên đàng chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta cũng biết thiên đàng được như thế nào. Bởi vì trong sách Cải Huyền cho chúng ta thấy nơi đó là nơi của sự phước hạnh. Ngày nay chúng ta không biết vườn Eden ra sao cả, nhưng mà chúng ta luôn luôn mong ước có cái vườn Eden, bởi vì là vườn khoái lạc, vườn sung sướng, vườn phước hạnh. Thì chúng ta có thể hình dung ra tất cả mọi sự người ta tơ tưởng, mơ ước đến vườn phước hạnh đó như thế nào. Như vậy người ta có thể hình dung được, đi đến đó qua trí tưởng của chúng ta. Trong cuộc sống của loài người xác thịt, để có thể đi đến nơi người ta muốn, thì người ta phải học những người khác về đạo lý của việc làm thế nào mà người ta có thể đi tới được nơi người ta muốn đến. Nghĩa là người ta phải học nhiều đạo lý, nhiều cách thức, cách đi, biện pháp đi, phương pháp đi, sao sao thích hợp thời gian, không gian, hoàn cảnh, tình trạng của người ta khi đi trên con đường người ta sẽ phải đi. Nói không phải đơn giản đâu, không phải có tiền mà đi dễ đâu, phải học đấy. Nhất là thời buổi khó khăn ngày nay, du lịch ra là luôn luôn đi đối với chữ an toàn, người ta chống khủng bố. Chúng ta phải có passport, phải có visa và phải được phép xuất cảnh và được phép nhập cảnh cái nơi mà chúng ta muốn đến nữa. Đó là những điều kiện về thủ tục đã. Rồi tiếp nữa chúng ta phải là ôi sao bên kia phải mang những gì đi. Tôi nói ví dụ như đơn giản như là người nữ. Người nữ ngày hôm nay có cái bộ bảo vệ ngực của mình. Đấy, tôi nói cách của Pháp nhé, coxe.
Ngày hôm nay người ta dùng vành bằng sắt. Là những người nào muốn đi du lịch nước ngoài đó, đừng bao giờ mặc cái áo ngực đó bằng sắt nhé. Nếu có đó thì phải bỏ trong vali. Còn cái mà mình sẽ đi hành trình trên máy bay đó thì đừng bao giờ mặc cái áo ngực có vành sắt, bởi vì sẽ bị loại bỏ và quý vị sẽ bị quê đấy. Bởi vì máy dò kim loại không cho phép quý vị mang đó ở trong cơ thể của quý vị. Vậy thì phải biết cái đó nữa, phải học thì người ta cho mình biết là đừng mang cái đó. E rằng lúc đó tất cả mọi đồ ở trong vali hết rồi, làm sao tôi lấy cái khác thay bây giờ đó? Hôm nay bỏ nó ra thì kỳ quá. Tức là mình phải học để tránh cho mình cái sự phiền nhiễu. Mình sẽ phải mang như thế nào? Có nên mang giúp guốc cao gót hay không? Mà nếu guốc cao gót như vậy thì lên cầu thang máy liệu có an toàn hay không? Có nhiều người đi cầu thang máy là gãy guốc luôn, tại vì không biết nhấc chân ra, nó kẹp vào đó là gãy. Tức là chúng ta phải học rất nhiều thứ liên quan đến việc chúng ta sẽ đi. Vậy chúng ta phải đi trước một bước trong sự hiểu biết những gì sẽ xảy ra trên con đường đó. Mình phải được hiểu biết trước đó, rồi để mình chuẩn bị. Hầu cho khi chuẩn bị rồi, mình sẽ không gặp rắc rối trên chặng đường mình đi nữa. Như vậy là mình phải đi trước trong bộ não chúng ta. Có nhiều khi mấy ngày mấy đêm ấy. Tôi nhớ năm 87 lần đầu tiên tôi chuẩn bị về Việt Nam, 3 tháng liên tục tôi không ngủ được. Vì nôn nao không biết nhớ nhà mình như thế nào, về quê mình ra làm sao, cứ nghĩ hoài. Đi làm thì thôi, nhưng về nhà là tư tưởng đến việc nó về, 3 tháng liên tục không ngủ được. Mình không biết quê hương ra làm sao, thủ tục hải quan ra làm sao, lo lắm, sợ lắm, khiến mình mất ngủ. Đức Chúa Trời đã tìm kiếm ở trong loài người xem ai là người đáng tin cậy để Ngài giao phó cho công việc này. Tức là Đức Chúa Trời muốn cho loài người nhận biết đạo của Ngài. Đạo của Chúa là lời của Chúa, lời Chúa là đường đi. Nhưng Ngài muốn cho ai là người sẽ đại diện cho Ngài ở trên đất này để lĩnh hội ý của Ngài, để thông qua người đó mà Chúa đã bày tỏ đường lối của Ngài cho người đó và qua người đó để đến cho loài người, để người ta nhận biết được đạo của Chúa, tức là đường đi, lối đi, là phương pháp, là hướng đi, là biện pháp. Làm thế nào đó để có thể đi theo Chúa được, làm thế nào có thể đi theo cái đường lối của Chúa, để đường lối của Chúa uốn cong người đó lại, bắt người đó phải theo, khuất phục người đó, để dẫn đường, để chỉ dạy, để hướng dẫn, để đưa đi. Thường thường mỗi người chúng ta là biết cái tánh nết của mình, biết cái điểm yếu của mình. Mà khi ta bước theo Chúa, nhiều khi ta nhìn vào tiêu chuẩn của lời Chúa, chúng ta cảm thấy lo sợ, cảm thấy ngại ngùng, không biết mình có đi được theo không, rồi liệu mình có thể được vững vàng, hay là mình đi một đường thì mình ngã, mình sợ hãi. Nhưng nếu ta hiểu luật của Đức Chúa Trời, hiểu rằng lời của Chúa có quyền phép để cứu mọi kẻ tin, và nếu chúng ta tất cả mọi người tin Chúa đều hiểu được chữ cứu đó gồm có 7 nghĩa: giải cứu, giải phóng, giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì, làm cho vững mạnh, thì chúng ta sẽ đi được. Nhưng nếu chúng ta không hiểu được chỉ nước cứu linh hồn thôi, vậy còn xác thịt hay chết này thì sao, nó hay nổi loạn thì sao bây giờ? Nhưng nếu ta hiểu rằng lời của Chúa có quyền phép, đạo đức Giê-hô-va có quyền phép để uốn nắn chúng ta, bắt ta phải phục. Không có nghĩa là Ngài ra cái lệnh đó là nếu ta mà không làm theo thì bị tử hình. Chúa không nói điều đó. Nhưng mà Chúa đã nói về quyền phép của lời Chúa có thể biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Vì Chúa đã dùng lời của Ngài để tạo nên chúng ta, thì Ngài cũng dùng lời của Ngài để tái tạo chúng ta lại, uốn nắn chúng ta được, bắt chúng ta phải phục được. Vậy nếu ta hiểu được rồi đó, thì chúng ta sẽ giao phó cho Chúa. Còn bằng chẳng đó, người ta không giao phó cho Chúa đâu. Bởi vì tôi đã từng ở trong cái hệ thống tôn giáo của Tin Lành trước đây, là người ta dạy những cái lớp đạo đức, dạy những cái lớp khoa học để làm người, dùng trí khôn của người ta mà, dùng lời của con người, lấy mẫu người này, lấy mẫu người kia, áp dụng lời Chúa để dạy người ta, không thắng được. Bởi vì như lời Chúa dạy, lời Đức Chúa Trời là Tin Lành quyền phép, có quyền phép để cứu mọi kẻ tin, có quyền phép để uốn nắn tỉa sửa chúng ta. Vì chính lời của Đức Chúa Trời là hơi sống không hề hư nát, cứu được người chúng ta. Khi vào trong lòng chúng ta đó, nó sẽ biến đổi chúng ta theo cách của Đức Chúa Trời. Vậy thì việc chúng ta là hiểu rồi thì giữ lời của Đức Chúa Trời và làm theo. Việc chúng ta là cứ làm theo, rồi quyền phép trong lời của Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Và đó là ý nghĩa của chữ đạo. Đức Trời đã kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương của người để đi đến nơi mà Ngài sẽ chỉ cho. Và Abraham đã tin vào lời của Đức Trời. Ông đi mà không biết mình đi về đâu cả. Nhưng mà Abraham tìm thấy một con đường. Con đường đó là tin hoàn toàn vào Đức Trời. Để ông tin vào Đức Trời không phải không có căn cứ. Ông nhìn vào tất cả mọi công việc mà Chúa đã dựng nên trên đất này, ông tin Đức Chúa Trời là tốt lành. Khi ông ta đến nội thánh Nê-mi, chúng ta thấy rất nhiều loại người cho chúng ta ở đây. Chúng ta nhìn vào mọi người, nếu tất cả mọi người đều ủ rũ buồn rầu thì chúng ta lên ra ngoài đi. Là bởi vì sao? Tạo gì mà bắt ai vào buồn rầu ủ rũ vậy? Nhưng bởi vì khi chúng ta vào, chúng ta không thấy những bộ mặt đó, trừ khi những người mới tin Chúa mà thôi. Chứ còn thì phần lớn chúng ta đều thấy người ta tin cậy, rạng rỡ, không có sự lo âu, không có sự bồn chồn, mà tập trung vào nghe lời Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa như vậy.
thì người ta hiểu tại sao những người này này có thể có những bộ mặt như vậy được, điều gì đã biến đổi trong cuộc đời của họ. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu thông qua cuộc đời của những người đó, trước ra sao và bây giờ thế nào, thì người ta biết à, như vậy là chính lời Đức Trời có quyền năng để biến đổi cuộc đời của người ta. Vậy thì tôi có lời trông cậy, vậy để tôi sẽ tìm theo. Abraham nhìn vào tất cả muôn vật chung quanh mình và ông biết rõ cái việc đã xảy ra cho Adam, tổ phụ của mình, và ông tin vào lời Đức Chúa Trời. Như vậy, đức tin của Abraham đã có một con đường để tin cậy đến Đức Chúa Trời. Thường thường chúng ta có một đức tin là chúng ta đã có một chặng đường kinh nghiệm rồi. Tôi đã nhìn thấy, tức là tôi đã đi. Tôi đã nghe thấy, tức là tôi đã đi. Và bây giờ tôi tin là bởi vì tôi đã từng đi, tôi đã từng nghe, tôi đã từng thấy và trí khôn của tôi đã thu lượm được cả thái đó. Và tôi quyết định tôi tin. Abraham tin Đức Chúa Trời bởi vì Abraham có một con đường. Nhìn vào công việc Đức Trời mà tin lời Đức Trời. Và bởi cái đó lên, Abraham được xưng là công bình. Đức Trời lập giao ước với Abraham và trong giao ước này, Đức Trời đã phán hứa rằng Ngài sẽ khiến cho dòng dõi của Abraham đông như sao trên trời, như cát bãi biển, và một dấu hiệu không phải cho Abraham, nhưng sẽ thông qua Abraham mà cho dòng dõi của Abraham nhận biết được sự thành tín của Đức Trời đối với dòng dõi của Abraham. Đó là những sự sẽ xảy ra cho dòng dõi của người. Ngày hôm nay chúng ta, trước khi định đi đến nơi nào đó chúng ta chưa đi, chúng ta thường hỏi, ví dụ ta không có bản đồ, chúng ta hỏi ai? Trong thành phố này chúng ta hỏi ai là người dễ nhất nhỉ? Xe ôm. người đó chạy suốt ngày nên người ta hiểu được. Vậy thì những người mà chỉ dẫn chúng ta, người ta sẽ nói là cái chị đi đến đó đấy, ở chỗ đó có cái nhà đó, có sơn màu gì đó, cái biển gì đó. Tức là người ta cung cấp cho ta hướng đi và các dấu hiệu để người ta có thể nhìn thấy, nhận biết rằng đó là nơi chúng ta sẽ có tiếp một hành trình nữa, là rẽ bên phải hay rẽ bên trái để người ta tiếp tục đi tới. Tức là người ta chỉ hướng đi và các dấu hiệu của đường đi nữa. Và khi chúng ta tới đó rồi, chúng ta nhận biết rằng mình đã đi đúng hướng và mình tiếp tục đi nữa. Và cũng có thể như vậy, Đức Trời đã ban cho Abraham giao ước của Ngài, nhưng mà Đức Trời đã phán tiếp với Adam về dấu hiệu về tương lai. Thì ngày hôm nay chúng ta theo Chúa vậy, Chúa luôn luôn cho chúng ta biết tương lai của chúng ta, những điều sẽ xảy ra. Và cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể nhận biết được qua các lời tiên tri Chúa báo trước điều sẽ xảy ra cho chúng ta, để chúng ta khi gặp được, chúng ta nhớ là Chúa là thành tín, Ngài đã phán đúng và chúng ta cứ thế mà đi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 12 đến 16 chép: và khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị hòa hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó. Rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Chúa phán điều này không phải cho Abraham, nhưng mà qua Abraham mà dòng dõi của Abraham nhận biết được những điều đã xảy ra, đã chính xác. Vậy thì những điều mà họ sẽ tiếp nhận được từ đấy Đức Trời đó cũng sẽ tiếp tục chính xác nữa. Vậy tất cả mọi sự mà Đức Trời đã làm cho Abraham ấy chính là đường lối của Đức Chúa Trời. Hay chúng ta có thể gọi là cách thức làm việc của Đức Trời, nguyên tắc làm việc của Đức Trời. Có con đường chúng ta bước chân đi, nhưng có con đường mà chúng ta hiểu, tin và làm theo cách đó. Đường có nghĩa là đạo, đạo nghĩa là phương cách, phương pháp. Vậy thì khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải nhận biết được cách thức làm việc của Đức Chúa Trời, đường lối của Đức Chúa Trời. Vì Chúa chúng ta đứng lạ lùng, vậy chúng ta là con cái của Đức lạ lùng, phải hiểu đường lối của Đức Chúa Trời theo cách lạ lùng của Ngài. Vậy thì khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta sẽ vững vàng để đi theo Ngài được. Khi chúng ta lái xe trên một chặng đường dài, nhất là trên những đoạn đường chúng ta chưa đi qua, chúng ta rất cần các thông tin được người ta đặt trên dọc tuyến đường đó. Ví dụ, ta báo trước là mấy trăm mét nữa đến cầu, cầu được cho dùng loại xe nào, rồi đến chỗ nào đó có điều gì sẽ xảy ra nữa. Ở Việt Nam thì thấy ít, ở nước ngoài chi tiết lắm. Nhất là quý vị ở trên vùng núi, chỗ nào mà hươu, con hươu nó hay chạy qua, thú rừng hay chạy qua, chỗ nào là chỗ mà tuyết có thể bất ngờ lăn xuống, hoặc là chỗ nào đá có thể bất ngờ lăn xuống, rồi đường nghiêng, đường dốc ra sao, rất chi tiết. Và chúng ta luôn luôn tôn trọng các dấu hiệu đó để chúng ta không ngỡ ngàng và biết giữ cái tốc độ của xe chúng ta cho an toàn. Chúng ta nhìn vào đường lối Đức Chúa Trời. Chúa là thành tín, Ngài là cha của chúng ta, Ngài là vua của chúng ta, Ngài là vua của muôn loài. Vậy thì khi chúng ta đối diện với việc Ngài là cha chúng ta, chúng ta biết rằng nếu Ngài là cha, Ngài yêu thương chúng ta, thì Ngài luôn luôn báo trước cho chúng ta mọi sự và Ngài đứng lo mọi sự cho chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta đã hiểu điều đó, thì chúng ta phải biện luận với Chúa
rằng con biết Ngài là đứng biết và làm chứng, Ngài biết rõ ý tưởng của con, Ngài biết rõ nhu cầu của con. Và qua lời của Chúa con biết rằng là Ngài là cha của con, Ngài không để con chết đói. Và Ngài đứng khôn ngoan và vô luận, Ngài đã bảo con đi theo Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ lo cho con. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ở trong Kinh Thánh những gì mà Kinh Thánh chép về sự lo toan của Ngài cho muôn vật, đặc biệt là đối với là người chúng ta. Chúng ta phải trải qua hết Kinh Thánh để thu lượm lại cho chúng ta những gì Kinh Thánh chép về sự lo toan của Đức Trời cho chúng ta. Danh Ngài là Giê-hô-va, danh Ngài là Giê-hô-va Jireh, và Ngài lo toan chúng ta như thế nào, chỗ nào có lời hứa của Ngài để chúng ta có thể bám víu lại, để chúng ta có thể gõ cửa nhà Ngài khi chúng ta có nhu cầu. Cũng như thì con đường chúng ta đi đó, nơi nào là nơi có đổ xăng, ở nước ngoài người ta tính rồi, khi chạy trên con đường đó thì người ta báo trước là sắp tới có cái biển to đó, có cái biển là bao nhiêu mét nữa thì sẽ đến một lối ra. Lối ra đó có nhà hàng không, có trạm đổ xăng hay không, có bưu điện không, ta bảo hết. Hoặc là nếu như chuẩn bị đến lối rẽ đó thì người ta báo tiếp một cái bảng nữa là gì, trạm xăng kế tiếp đó cách đây khoảng 200 km, để quý vị biết rằng quý vị phải đổ xăng ngay từ bây giờ, hoặc nếu không quý vị sẽ bị hết xăng giữa đường. Họ thông báo trước đoạn đường sẽ xảy ra, mọi sự sẽ xảy ra trên đó, sẽ có trên đó để người ta định liệu. Vậy thì nếu là người còn có cái ý thức như vậy để giúp cho người ta vững tâm đi trên đường, huống chi Đức Trời chúng ta là đấng đã kêu gọi chúng ta đi theo Ngài, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng thu thập tất cả mọi thông tin, tin tức về con đường, về chặng đường mà chúng ta sẽ phải trải qua. Vì nếu ta hiểu được rồi đó, chúng ta không mệt. Nhưng ngày nay tôi thấy nhiều người rất là mệt. Rất mệt là bởi vì như thế này, ăn sổi ở thì, nước đến đâu nhảy đến đó, không bao giờ lo toan gì cả. Chúa không bảo chúng ta lo lắng, nhưng mà chúng ta phải lo toan, phải dự trù. Và chúng ta phải nhận biết được cuộc đời chúng ta đi theo Chúa, chúng ta mình biết chúng ta yếu thế nào và Chúa mạnh thế nào. Nhưng khi nào thì cái yếu chúng ta có thể bắt được, nhờ được, trông cậy được cái mạnh của Ngài. Không phải ngày mạnh chúng ta yếu thì chúng ta nhờ cậy được đâu. Nếu ta dơ giấy là chúng ta chú điều ác, chúng ta chú ý tư dục của xác thịt mình, thù dù Ngài có mạnh, Ngài không cứu chúng ta được. Nên chúng ta phải học tất cả mọi sự liên quan đến con đường cùng chặng đường chúng ta sẽ phải đi qua để cho mình được sự sống ngoài đời. Chúa Giêsu là lời Đức Trời, lời Đức Trời chép về con đường này. Vậy thì chúng ta đã học hết được con đường của Chúa ban cho mình chưa? Chúng ta có thể đọc được hết 60 sách trong Kinh Thánh, nhưng mà liệu đã biết những sách đó chép gì về con đường Ngài ban cho ta chưa? Hay là học để mà học, đọc để mà đọc? Thì chúng ta phải tìm kiếm thông tin đó cho mình, để cho mình biết được khi chúng ta đi, điều gì chúng ta phải làm, và điều gì Ngài sẽ làm cho chúng ta, và điều gì Ngài sẽ làm nếu chúng ta cũng làm theo lời của Ngài, và điều gì Ngài sẽ làm nếu ta không làm theo lời của Ngài, điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta phải tính hết tất cả mọi sự này. Đó điều Chúa muốn chúng ta phải tính phí tổn. Chứ phải là tôi yên chí rồi tôi vào hội thánh của Chúa rồi, nếu có gì người khác cầu thay cho tôi. Không phải như vậy. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm ai riêng phần đó cho linh hồn của mình. Chúng ta cần biết được trên chặng đường chúng ta đi đó có những điều gì, để chúng ta lường trước được sức của mình, để khi nào chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh, khi nào tiến từ từ, khi nào ta nghỉ ngơi, dưỡng sức. Mặc dù các dấu hiệu đó sẽ rất hữu ích cho chúng ta, thế nhưng nhưng mà tất cả các dấu hiệu đó không tự động giúp chúng ta vượt qua được con đường. Tất cả mọi dấu hiệu được ghi chép trong cuốn Kinh Thánh này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được những điều chúng ta phải làm. Đó là thông tin vô cùng quan trọng cho chúng ta. Kinh Thánh là con đường, Kinh Thánh là luật pháp. Từ luật pháp đó không làm gì cho chúng ta được. Cũng như cái gương, khi chúng ta soi mình cái gương thấy mặt chúng ta bị nhọ, nhưng mà gương chẳng cười, gương chẳng khóc, chẳng có cảm tình gì với chúng ta cả. Tự chúng ta phải nhận biết được và làm thế nào để chùi nó, cái nhọ của chúng ta đi. Nên chúng ta phải tôn trọng cái gương đó. Nhưng khi chúng ta theo Chúa thì đoạn đường mà chúng ta nhắm mục đích để tới được nơi đó là không nhìn thấy được bằng con mắt của xác thịt mình, nhưng mà qua lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta tin rằng bởi sức lực của xác thịt loài người không ai có thể tới được. Không có một con tàu vũ trụ nào có thể đưa người ta vào thiên đàng được. Nó sẽ rất là xa nếu như người ta không tin và không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng nó sẽ rất gần nếu người ta tin vào lời Đức Chúa Trời và biết nhờ cậy Ngài, thì nó sẽ rất gần với chúng ta. Trước khi chúng ta bước vào suy gẫm đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn vào công việc của Đức Chúa Trời để nhận biết đường lối của Ngài, hầu cho nhờ đó mà chúng ta có thể tin vào Đức Chúa Trời hay là tin vào đường lối của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo nên muôn vật trong vũ trụ này cũng như trên trái đất này. Vậy nên chúng ta có thể nhìn vào công trình của tay Ngài để nhận biết rằng chúng ta có thể tin Ngài có thể đem chúng ta vào trong thiên đàng được. Một điều vô cùng quan trọng mà ít khi chúng ta để ý đến là chúng ta hãy nhìn vào tất cả công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trên đất này để chúng ta có thể tin hoàn toàn được đây Ngài. Phần lớn ngày hôm nay người ta chỉ tin là Ngài có quyền năng,
nhưng không nhìn vào công việc của tay Chúa nên mất đức tin. Chúng ta nhìn vào cái cây, tất cả các cây cối chúng ta nhìn đây đều có chung một nguyên tắc đặc biệt, đó là chúng có thân, cành, lá, tùy theo loại cây mà có hoa hoặc có trái. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nó có rễ. Chúng ta không nhìn thấy được cái sự phân hóa của cái rễ cây, làm thế nào có thể lấy được chất liệu dinh dưỡng cho cây nó từ đất. Rất nhiều loại cây nhưng mà chúng đều có rễ cả. Cái rễ nó bám dưới đất này. Vậy thì từ cây đó không bao giờ nó lo rằng làm thế nào nó đủ dinh dưỡng. Bởi vì Đức Trời ban cho khả năng là gì? Nó cứ mọc rễ ra này. Rễ của đất thì nó cứ thế mọc rễ ra. Tùy theo cái nhu cầu phát triển của cây mà rễ cứ thế mọc ra này. Nó có được tin hoàn toàn vào điều Đức Trời đã đặt cho nó là cứ thế nó mọc. Có đất là mọc ra, hút vào, mọc ra hút vào cứ thế tăng trưởng lớn lên rồi. Chặt nó đi nó lại mọc ra. Nó không phản ăn gì cả. Vì Chúa nó cho nó cái bản năng như vậy. Hãy nhìn vào đi. Tại sao nó có thể sống được như vậy? Ai nuôi nó sống? Đức Chúa Trời. Vì Chúa Sư Phán này, vì đất tự sinh hoa lợi. Đức Trời đã phán là và như mưa và tuyết từ trên trời xuống đó để đượm nhuần đất đai. Sự đượm nhuần đất đai đó là để cho cây sinh ra bông trái, để có giống cho người gieo, có bánh cho người ăn. Đó là lời của Chúa cũng vậy. Như vậy Chúa là đấng duy nhất đã tạo nên muôn vật đó, là đấng duy nhất nuôi các vật đó. Nếu có đất và có nước thì cây nó sống. Đó là nguyên tắc của đường lối Đức Chúa Trời. Ngài không thay đổi. Bất cứ nơi nào, hễ có đất thì chúng ta trồng bất cứ điều gì đó, tưới nước vào là nó sống. Ngay cả có lò gạch, đốt thành gạch rồi đập xuống đây, tôi thấy thế là còn đất gì không? Nó là tro không à? Gạch nung rồi. Vậy nhưng mà gieo hạt giống nó vào đó, tưới nước vào nó cũng mọc. Đương nhiên nó không thể màu mỡ như là đất bên ngoài ruộng đất, nhưng mà nó vẫn còn là đất. Hễ có nước vào thì nó sẽ mọc. Điều đó có nghĩa là chính Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài đã tạo nên muôn vật và Ngài tiếp tục duy trì muôn vật, bởi vì Ngài bảo đảm cho cái vật đó là của Ngài. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta chẳng biết được bộ máy tiêu hóa chúng ta là thế nào. Nhưng tất cả mọi người chúng ta chẳng ai để ý rằng ăn như thế nào, uống như thế nào và nó tiêu hóa làm sao. Mình không cần biết, chỉ biết rằng chúng ta có bộ máy tiêu hóa, có miệng lưỡi, có thực quản, rồi có bao tử, có ruột non, ruột già, chúng ta có tiêu hóa được đó. Và chúng ta cứ ăn thôi, chẳng biết được thế nào cả. Nhưng mà chúng ta biết ăn vào là cái bộ máy tự tiêu hóa. Ai làm điều đó? Đức Chúa Trời là đấng đã tạo lên muôn vật, duy trì muôn vật và khiến muôn vật hoạt động đến tận ngày hôm nay. Vậy thì tại sao ta không tin vào Đức Chúa Trời nếu chúng ta đã tin rằng Ngài đến để cứu chúng ta và đã khiến chúng ta được sự sống và sự sống muôn vật, thì tại sao chúng ta không tin? Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ tự động tìm đồ ăn. Và nếu thấy đồ ăn, biết rằng ăn đó không độc, chúng ta sẽ ăn. Và biết rằng sẽ nuôi sống mình. Thì tại sao chúng ta lại không tin vào Đức Chúa Trời toàn năng rằng nếu ta tin Ngài và làm theo lời của Ngài thì chúng ta sẽ được sự sống và sự sống dữ dật? Điều gì khiến người ta không nhìn vào điều đó? Đừng bao giờ quên rằng quyền lực của sự tối tăm, hành động trong xác thịt người ta khiến người ta trở nên vô tín trước quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng ta phải nhìn vào công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời và đặc biệt trên chính cuộc đời của chúng ta và muôn vật xung quanh chúng ta đó, và nhận biết là Chúa đang nuôi muôn vật, nâng đỡ muôn vật và Ngài đứng thành tín, Ngài còn làm việc cho đến tận bây giờ. Vậy chúng ta phải tin hoàn toàn ở đây Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người và chính Ngài đã tạo nên mọi sự trong thân thể của loài người chúng ta. Nên khi chúng ta ăn hay uống, tự chúng ta không thể làm gì hơn. Một khi chúng ta nuốt cái gì đó vào bụng chúng ta rồi, nó sẽ tiêu hóa. Nó sẽ cung cấp tất cả mọi sự có trong cái thực phẩm đó. Đó là công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong thân thể của chúng ta. Chúng ta tin hoàn toàn vào điều đó. Vậy thì cũng một lẽ ấy, khi chúng ta đã nghe lời của Đức Chúa Trời rồi, vì chúng ta là làm theo, tức là chúng ta giữ lời Đức Chúa Trời trong lòng mình, làm theo nghĩa là chúng ta không vứt bỏ nó đi, thì chúng ta cũng giống như là ăn tương tự thực phẩm vậy. Thân thể chúng ta sẽ tiêu hóa nó và cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta để thân thể chúng ta có sức khỏe để sống. Thì tâm linh chúng ta cũng vậy. Nếu tin nhận lời Đức Trời, giữ và làm theo đi, sẽ thấy sự vinh hiển Đức Trời ở trên cuộc đời chúng ta. Nhưng mà phần nhiều người ngày hôm nay không để ý điều đó. Họ đến họ nhờ một tổ chức, nhìn một tổ chức, mong sẽ nhận được điều gì không. Tôi nói ví dụ như là người què bên cửa đẹp đấy. Ông ta ở trong đền thờ Đức Trời nhưng không trông cậy Đức Trời. Ông ta trông cậy với những người nào vào trong đền thờ của Chúa đấy, rồi người ta bố thí cho ông ta. Nhưng mà khi Führer vào đó, cái người bị què đó nhìn Führer tưởng rằng sẽ được cho cái điều gì ra. Nhưng mà cái điều Führer có, Führer nói như thế nào? Vàng ta không có, bạc ta không có, nhưng mà điều ta có là nhân danh Đức Chúa Jesus ở Nazareth, hãy đứng dậy. Ông ban quyền phép đó, ông nói ra và người què được đứng dậy và đi. Điều đó có nghĩa như thế nào? Chúng ta đừng giống như người què vào trong cửa đẹp trong đền Đức Chúa Trời mà què. Chúng ta đang què ở ngoài thế gian nhưng khi vào đền thờ Đức Chúa Trời là phải được lành. Vì tại nơi này là nơi để được chữa lành. Ở ngoài thế gian buồn bã nhưng vào nơi đền thờ Đức Chúa Trời phải vui mừng, phải ngước mặt lên vì tôi được cứu. Ở bên ngoài thế gian
Tôi có thể là người tầm thường của xã hội, nhưng khi tôi vào nơi đền thờ Đức Chúa Trời, tôi là con của vua muôn vua, là con của Chúa muôn Chúa. Mình phải có sự vui mừng. Nếu như vào đến đền thờ Đức Trời mà mang bộ mặt sầu đã buồn khổ, chúng ta đang kiện cáo Đức Chúa Trời à? Ngài không nợ chúng ta. Ma quỷ là kẻ nợ chúng ta, vì nó là kẻ cướp, nó là kẻ trộm. Chính nó là kẻ chúng ta phải đánh trận với nó, bắt đầu phải trả lại tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền đòi chúng nó lại, phải trả lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời và đến ra mặt Chúa để thờ phượng Ngài, để nhận lãnh được cái điều Chúa cho ta là quyền làm con của Ngài, là quyền sở hữu lời của Đức Chúa Trời để lấy lại mọi sự chúng ta đã bị mất. Thi Thiên 139 câu 13 đến 14 chép: Vì chính Chúa nắm đến tâm thần tôi, diệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Lòng đấy là tâm linh của chúng ta, biết rõ điều đó. Thi Thiên 145 câu 15 đến 16 chép: Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì, Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Chúng ta là quý hơn nhiều chim sẻ. Chúng ta được Chúa tạo dựng lên với mục đích để quản trị muôn vật. Vì ngày hôm nay khi chúng ta tin Chúa, cái là chúng ta được lấy lại quyền công dân thiên đàng, là quyền sở hữu lời của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải nhìn vào lời Chúa xem Chúa bảo chúng ta làm như thế nào để được sự giàu có thịnh vượng cho mình chứ. Chứ phải vào đây để bắt Chúa làm đầy tớ chúng ta. Chúng ta vào đây để được làm tôi tớ của Ngài. Khi ở ngoài thế gian chúng ta làm tôi mọi cho ma quỷ. Nên khi chúng ta được vào trong nhà của Chúa, chúng ta được gọi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, được làm con kế tự lời của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta phải xem lời Chúa bảo chúng ta phải làm gì. Chúng ta phải làm theo lời Đức Chúa Trời để lấy lại tất cả điều gì mà chúng ta đã bị mất bởi tội lỗi của Adam. Ê-sai 46 câu 3 câu 4 chép: Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ngọc các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến trường các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ngọc các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ngọc và giải cứu các ngươi. Chúa đang cho chúng ta hành bóng rằng chúng ta đang sống trên đất này, nhưng quả thật là Ngài đang chịu chúng ta. Ngài đã bồng ngọc chúng ta, Ngài đã bảo vệ chúng ta vậy. Không phải như chúng ta bế một đứa trẻ. Nhưng quả thật nếu như không, Chúa không bảo vệ chúng ta, không ngoan chúng ta, liệu chúng ta sống nổi trước quyền lực gian ác của ma quỷ không? Trong thế gian này đầy rẫy quyền lực của ma quỷ hành động trong người ta. Nếu không, Chúa không bảo vệ chúng ta thì ma quỷ giết chúng ta lâu rồi. Khi mà người nào phản bội nó sẽ giết. Nhưng tại sao nó không làm được? Là bởi vì Chúa bảo vệ chúng ta, ma của Chúa ở trên chúng ta, gìn giữ chúng ta. Chúa làm điều này qua ông Job. Chúa cho phép ma quỷ làm được điều gì, nó làm được điều đó mà thôi. Mà chúng ta là được gọi là con Đức Chúa Trời, là quyền kế tự lời Đức Trời, chúng ta khác không do. Tại vì chúng ta được ở trong danh Chúa Jesus Christ mà chúng ta được hưởng quyền kế tự lời Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta hiểu được Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ tiếp tục bồng ngãn chúng ta cho đến khi đầu râu tóc bạc. Vậy thì tại sao chúng ta phải lo lắng? Vì chúng ta phải để cho Chúa bồng ngãn chứ, phải không nào? Chúng ta phải ở trong Ngài để Chúa bảo vệ chúng ta. Như Chúa Sư Phán là ngoài Ngài ra chúng ta chẳng làm gì được. Ngài muốn chúng ta trông cậy và nhờ cậy nơi Chúa trong tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời đã dùng lời của Ngài để tạo nên muôn vật, và Ngài cũng dùng lời của Ngài để nâng đỡ muôn vật, duy trì sự sống cho muôn vật theo ý Ngài đã định. Chúng ta xem lời của Chúa trong Răng đoạn 1 câu 1 đến câu 3 này. Ban đầu có lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời nói của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Ban đầu lời của Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi lời của Đức Chúa Trời làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi lời của Đức Chúa Trời. Nếu nói cách chính xác, không có vật chi đã làm nên mà không phải bởi lời Đức Chúa Trời. Như vậy, Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Vậy thì Chúa đã làm nên không phải để hủy phá. Chúa làm nên ấy là để cho ý của muốn của Chúa được nên. Mà ý muốn của Chúa được nên đó là để cho loài người được tạo dựng tại ảnh tượng của Chúa, được sống phước hạnh ở trên đất này. Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để tỏ cho loài người biết Ngài là Chúa của muôn vật. Và Ngài là Cha đời đời Chúa bình an của loài người, hầu cho loài người chúng ta cũng được trông cậy nơi lời của Ngài, cũng như trông cậy vào chính Đức Chúa Trời vậy. Đây là điều chúng ta phải nắm giữ. Đây là cái xà của cái xà. Cái xà trung tâm để đỡ tất cả mọi cái bình đinh lớn nhất. Vì Chúa ban lời của Ngài cho ta để cho ta biết chính Ngài là Chúa của muôn vật. Điều đó nghĩa khi chúng ta đối diện với muôn vật, chúng ta đối diện với sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Và Chúa đứng hằng hữu, hiện hữu, Ngài toàn tri. Vậy khi chúng ta đối diện bất cứ một vật gì đó thì cũng đối diện với chính Đức Chúa Trời vậy. Vì Ngài ở trong muôn vật, chúng ta đang ở trong Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta hiểu điều này thì phải cầm giữ ý tưởng của chúng ta trước khi quyết định làm một việc gì đó.
Vì chúng ta ở trong cái thân thể xác thịt để quá lâu trước khi tin Chúa rồi đấy, nên ta ít khi để ý đến cái suy nghĩ chúng ta. Sự kia muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng bây giờ chúng ta không được phép như vậy nữa. Chúng ta phải nghĩ khôn, nói khôn. Tức là khi định nói bất cứ điều gì với một vật nào đó, con người nào đó, thì phải biết rằng người đó, vật đó là sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có chủ quyền trên vật đó. Dù nó là vật sống hay là vật vô tri thì cũng là sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta muốn hủy phá nó, sử dụng nó, chúng ta phải thông qua Đức Chúa Trời. Chúa biết rõ ý tưởng chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào điều đó, chúng ta nhớ đến Chúa ngay. Việc đầu tiên chúng ta làm là suy nghĩ đến điều gì Chúa đã ban cho mình khi đối diện với một vật. Mười điều răn. Vì một vật đều có chủ, có chủ quyền, và những người có chủ quyền đều có uy quyền trên các vật đó. Vậy thì khi chúng ta đối diện với một vật, chúng ta đối diện với chủ quyền. Mà nếu cái vật đó không phải của chúng ta, thì chúng ta đối diện với một cái chủ quyền sở hữu cái vật đó. Vậy chúng ta phải trở nên khôn ngoan để không vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta hiểu rõ điều đó rồi, chúng ta có lòng khôn ngoan, chúng ta tránh được cái sự sai phạm của xác thịt hay chết của chúng ta. Sẽ nói như thế nào, hành động như thế nào theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong ngôn đoạn 8, câu 22 đến 36 chép: trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Tôi đang nói về có lời của Đức Chúa Trời. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập lên và các gò nẫm chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của Tê-giam thì ta đã sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tường trời và đặt các vòng trên mặt vực sâu thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, và khi Ngài lập lên trái đất thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta lấy làm cơ phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Những ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ắt ưa thích sự chết. Khi chúng ta nhìn vào lời của Chúa, Chúa đang nhắc lại rằng tất cả mọi điều này là công việc của Đức Trời làm qua lời của Ngài. Khi mà Chúa chưa tạo dựng, điều gì chết? Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Như vậy là lời của Đức Trời ở trong Đức Trời từ trước muôn đời, ở trong Đức Trời. Nhưng khi Đức Trời chưa dựng nên điều gì cả, là bởi vì Ngài chưa dùng lời của Ngài để phán ra. Vì Chúa dùng lời của Ngài để tạo nên muôn vật, nên khi chưa có muôn vật nào cả, nhưng mà lời của Chúa đã có trong Đức Trời rồi. Ứng nghiệm với lời của Chúa trong Giăng đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3 đó. Nhưng khi mà Chúa dùng lời của Ngài phán ra, thì ngay lập tức vật được liền tạo dựng ra. Như Chúa nói tiếp, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi nước non chưa lập lên, các cổ nông chưa có. Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi. Điều đó nghĩa là Ngài đã hiện hữu trong Đức Chúa Trời rồi. Mặc dù chưa có vật nào dựng nên cả, thì Ngài đã hiện hữu trong Đức Chúa Trời rồi. Như Kinh Thánh chép là ban đầu có lời. In the beginning, the word, nguyên bản tiếng Hy Lạp. Lúc ban đầu, lời của Đức Trời đã có rồi, ở trong Ngài rồi, bởi vì Ngài hàng sống. Nhưng khi Đức Trời muốn tạo nên muôn vật, thì lời liền xuất hiện. Và lời của Ngài được gọi là thợ cái để tạo nên muôn vật. Khi Đức Trời lập các tường trời và đặt các vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Những điều này Chúa cho chúng ta biết không phải để thuộc lòng, để nhận biết rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Vậy thì Ngài cho ta điều đó để biết rằng Ngài chúng ta phải học cách làm con của Đức Chúa Trời. Làm con kế tự lời Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta muốn tạo điều gì đó, hãy dùng lời của Chúa để công bố, để nói và làm theo. Nào, chúng ta muốn xây dựng ngôi nhà ư? Chúa nói, tôi sẽ có một ngôi nhà vì tôi có làm theo lời Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ ban cho tôi một ngôi nhà. Và chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời cho cái vùng đất mà ta muốn đó, bởi lòng cảm động chúng ta đó. Và khi chúng ta đã công bố lời của chúng ta đó, ở đó rồi, Chúa đã nghe. Và bây giờ là việc chúng ta phải làm để chúng ta nhận lãnh được vật chất thực tế Chúa ban cho chúng ta. Đức tin ta cho là Ngài sẽ cho chúng ta ngôi nhà. Chúng ta ước ao điều đó, chúng ta giữ chúng ta ở cái điểm đó rồi, chúng ta sẽ làm nhà tại điểm đó. Còn bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Làm theo lời Đức Chúa Trời để Chúa ban phước cho chúng ta, hầu cho chúng ta có vật liệu để xây nên ngôi nhà mà chúng ta đã công bố trong đức tin của chúng ta.
Chứ mà chúng ta nói tại đó sẽ có ngôi nhà chúng ta, nó sẽ tự mọc lên cho chúng ta đâu. Không phải như vậy. Ý của Đức Trời muốn chúng ta sử dụng lời của Ngài để công bố và phải tin vào lời của Chúa và trông cậy Ngài. Vậy thì khi chúng ta đối diện với sự nghèo khổ của chúng ta, Chúa nói như thế nào? Hãy nói với yếu đuối rằng tôi mạnh mẽ, tôi mạnh ở trong Chúa. Tôi đã đến với Chúa và Đức Chúa Jesus Christ đã cứu chuộc tôi ra khỏi sự đổ giá của luật pháp rồi. Vậy thì như thế Chúa Jesus tôi công bố sự nghèo thiếu phải ra khỏi cuộc đời của tôi. Nhưng khi người ta công bố là sự nghèo thiếu phải ra khỏi cuộc đời của tôi, thì ngay lập tức tôi này, và tôi sẽ bước đi trong sự siêng năng làm việc. Công bằng chưa? Không chỉ nói mà không làm, không chỉ gieo mà không chăm bón. Khi người ta nói sự nghèo thiếu phải lui ra khỏi cuộc đời của tôi, thì lập tức sự biến nhắc phải ra khỏi cuộc đời của tôi nữa, để tôi siêng năng làm theo lời của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban phước cho mọi công việc của tôi làm, và còn tôi sẽ giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Như vậy bốn hướng tôi đã công bố lời ra và tôi sẽ làm theo. Tôi nói, tôi tin, tôi nói và tôi làm theo, và Chúa nghe lời chúng ta, Ngài sẽ làm theo điều đó và Ngài sẽ khiến chúng ta có thể đạt được điều chúng ta muốn. Chúa đã tạo nên muôn vật, Ngài không bỏ muôn vật. Ngài tiếp tục nâng đỡ, nuôi dưỡng, duy trì muôn vật, chúng ta cũng vậy. Nói điều chúng ta muốn nhưng phải cân bằng với luật pháp. Đừng nói mà không làm, đừng gieo mà không gặt. Chúng ta phải làm, chúng ta phải nói, chúng ta phải làm, chúng ta phải hiểu luật của Đức Trời ban cho chúng ta. Bởi vì đây là cách thức mà Đức Trời đã làm. Đây là đường lối của Ngài. Và Ngài muốn ta giữ cái đường lối của Ngài và làm theo đường lối của Ngài. Đây là mẫu mực Chúa ban cho chúng ta. Không phải là Chúa giới thiệu Ngài. Vì Ngài là cha, bây giờ con hãy làm theo cha. Chúa Jesus đã phán là ta chẳng tự làm điều gì, ta làm điều gì đó thấy cha ta làm, ta cũng làm theo như vậy. Vậy thì những gì mà Chúa Jesus đã phán là Ngài là đường đi, vậy thì Ngài là đường lối. Bây giờ Chúa ban đường lối của Ngài cho chúng ta để chúng ta đi theo đường lối của Ngài. Tại sao ta không làm theo? Cứ làm theo đi, xem điều gì sẽ xảy ra. Chúa hứa cho chúng ta như thế nào? Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Đây là lời khuyên dạy Chúa ban ra. Đây là đạo để chỉ lối, để dạy dỗ, để bắt phục, để đem đi. Vậy thì nếu chúng ta muốn được về thiên đàng với Chúa thì chỉ có Chúa mới đem chúng ta được thôi. Mà nếu ta làm theo lời Chúa thì Chúa sẽ đem chúng ta đi. Còn bằng chẳng chúng ta sẽ ngồi một chỗ, đứng một chỗ, chẳng làm gì được. Lời của Đức Chúa Trời từ trong lòng Ngài phán ra để ban sự sống cho muôn vật, trong đó có loài người chúng ta. Và trên đây là lời của Đức Chúa Trời phán về chủ quyền của Ngài trên muôn vật, và cũng là sự mách bảo cho loài người chúng ta biết Ngài là cha của loài người chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta kế tự lời của Ngài, làm theo lời của Ngài. Nếu chúng ta tin, làm theo, thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, và danh Ngài được gọi là lời Đức Chúa Trời, được chép ở trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu 13. Và chính Chúa Giê-xu đã phán về Ngài như lời của Chúa đã chép vậy. Giai đoạn 8 câu 54 đến câu 58 chép như sau. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Giờ vậy các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta cũng sẽ nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Giê-xu nói rằng thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng quả thật tôi nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Chúa Giê-xu đang nói về những gì mà kinh thánh đã chép về Ngài. Chúa Giê-xu không nói sánh mình với Đức Chúa Cha là, nhưng mà Ngài đang nói về Ngài ra từ Đức Chúa Cha, mà cái gì ra từ Đức Chúa Cha đó sẽ kế tự Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha đã ban chính Ngài cho chúng ta. Chính Đức Chúa Cha đã ban Chúa Giê-xu cho dân Israel để nhân dân Israel đã nhờ Chúa Giê-xu mà được cứu. Chứ nhờ đây không nghĩa là gì, nhờ và hoàn toàn đến Ngài, Ngài làm cho rồi tôi sẽ được về thiên đàng đâu. Không, nhờ Ngài, thông qua Ngài, vì Ngài, bởi Ngài, mà tôi sẽ làm theo những gì Ngài sẽ bảo. Thì thấy chưa, là luật pháp như thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Học trò ngày hôm nay đi vào các trường, thông qua các thầy cô giáo ở trong trường đó mà nó là được kiến thức của bộ giáo dục đề ra. Thông qua các cô giáo thầy giáo đó, họ phải làm bởi vì họ được trả lương. Chúng ta không mắc nợ họ vì họ đã được nhận lương rồi. Nhưng mà tất cả học sinh đều thông qua kiến thức được dạy dỗ đó để họ đạt được cái điểm cuối cùng. Thì chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta qua một con đường đó là chúng ta sẽ nhìn thấy nhờ, vì để chúng ta có thể tới được với Đức Chúa Trời. Như vậy, Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài đến là mẫu mực cho chúng ta, và Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài đã đến
vâng giữ tất cả mọi điều đã mặc lệnh cũng như mọi điều đã chép về Ngài, để người ta nhận biết rằng Chúa Giêsu tức là lời Đức Chúa Trời, là con một Đức Chúa Trời theo tiếng Hebrew là lời của Đức Chúa Trời, là sứ giả của Đức Chúa Trời, để thông qua Ngài cũng như thông qua lời Đức Chúa Trời đó, vì lời Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu phán là các người thấy ta hay là thấy cha. Như vậy khi chúng ta thấy lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy đường lối Đức Chúa Trời và thấy Đức Chúa Trời. Vậy thì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài thành tín, Ngài không nói dối. Vậy thì chúng ta thấy Ngài thì cũng biết rằng Ngài nhìn thấy rõ tất cả tư tưởng chúng ta, liệu chúng ta có tin không? Nếu chúng ta tin Ngài thì chắc chắn rằng Ngài sẽ thêm sức chúng ta, miễn chúng ta giữ vững và làm theo thì chắc chắn Ngài cho chúng ta thấy được kết quả như Ngài đã hứa vậy. Vì chính Chúa Giêsu đã đến và làm theo những gì mà lời Chúa đã chép vậy. Và chúng ta thấy kết quả là Chúa đã thắng sự chết. Chúa Giêsu không nói điều này để sánh mình với Đức Chúa Cha, nhưng Ngài làm chứng về chính Ngài đến từ Đức Chúa Trời để đem lại cho loài người sự giải cứu qua khỏi của lực của sự tội và sự chết. Và như khi xưa Đức Chúa Trời đã sai Môi-se vào trong xứ Ê-díp-tô để giải cứu dân Israel ra cho Ngài. Môi-se đến nói như nào? Đấng tự hiểu sai ta đến cùng các người. Môi-se nói gì mà Đức Chúa Trời đã nói? Và khi dân Israel nghe được điều đó thì họ tin, họ đi ra và phép lạ xảy ra. Họ không nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà trước hết là họ tin Đức Chúa Trời qua tổ phụ họ, bây giờ qua Môi-se, và quyền phép Đức Chúa Trời bày tỏ rằng, nhưng mà Đức Chúa Trời không bày tỏ quyền phép ngay trước khi Môi-se làm, nhưng mà bày tỏ sau khi Môi-se đã làm theo đức tin, theo mệnh lệnh của Chúa, và phép lạ xảy ra. Điều đó có nghĩa đây là đường lối của Chúa, cách thức làm việc của Chúa, và Ngài muốn ta tin và làm theo đường lối của Chúa, chúng ta sẽ thấy được kết quả Chúa làm cho chúng ta. Chúng ta tin, chúng ta nói, chúng ta làm theo, và kết quả sẽ xảy ra cho chúng ta như Ngài đã làm cho Abraham qua Môi-se rồi qua dân Israel vậy. Các môn đồ của Chúa Giêsu ở cùng với Chúa Giêsu và được nghe Ngài giảng, nhưng họ vẫn chưa nhận biết điều Đức Chúa Trời muốn họ phải biết. Đó là Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài cho họ, cũng cho hết thảy những người nào tin Ngài, để nhờ con một của Ngài mà được cứu rỗi. Người ta không hiểu chữ nhờ. Rất nhiều người trong thế gian ngày hôm nay tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con một Đức Chúa Trời và Ngài là đấng cứu thế. Thế nhưng người ta lại không hiểu được ý nghĩa của việc nhờ con ấy mà được cứu là như thế nào. Giăng đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Lời Chúa chép rõ là thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Nhờ có nghĩa là gì? Chúng ta xem lời Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi nhà nô lệ như thế nào. Và Đức Chúa Trời là đấng không có sự tây vị cũng sẽ giải cứu lại người chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết như vậy. Đức Chúa Trời lập mạng lệnh cho dân Israel và cho họ biết điều kiện họ phải vâng theo, hầu cho giao ước mà Ngài lập với họ được ứng nghiệm. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 1 đến câu 5 chép: Đức Giê-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ê-díp-tô là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Cơ-nan là xứ ta dẫn các ngươi đi đến, chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng nói theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chúa nói là Ngài chở dân Israel trên cánh chim mừng ta vượt qua biển đỏ. Bây giờ quý vị muốn sang bên Mỹ, quý vị có đi được sang Mỹ không? Đi được, đi qua máy bay. Nhờ máy bay mà. Trước hết là ta đi ra sân bay. Có vé rồi phải không? Chúng ta đi sân bay. Thì chúng ta là lên máy bay và ngồi đó. Và máy bay chở chúng ta đi. Chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi quy trình, quy tắc, điều lệ của hãng hàng không mà chúng ta sử dụng để tới được đích chúng ta đi. Chúng ta phải tôn trọng nó. Nếu không chúng ta sẽ bị đuổi, thậm chí bị phạt vạ nữa, hoặc thậm chí phải tù nếu ta vi phạm luật pháp gây bất an toàn cho chuyến bay đó. Đức Chúa Trời là đấng đem chúng ta về thiên đàng bằng chuyến bay thành tín của Đức Chúa Trời. Nhưng mà việc chúng ta là phải vâng theo luật pháp của Chúa, vâng giữ lại mang lệnh của Chúa và nói theo. Chúng ta phải chuẩn bị tất cả hành lý của chúng ta theo đúng tiêu chuẩn quy định chứ. Không được phép mang thuốc nổ, không được mang phép bạch phiến, không được mang thứ gì nguy hiểm cho chuyến bay cả. Phải không nào? Chúng ta phải tôn trọng. Thì cũng có thể như vậy. Chúng ta phải loại bỏ tất cả mọi tội lỗi cuộc đời ra khỏi cuộc đời chúng ta. Vì những điều đó sẽ phá hủy chúng ta. Rất giống nhau. Vì chúng ta là chiều theo mọi quy định trong luật pháp Đức Trời đó, làm theo. Chúa nói dân Israel là vậy, hãy giữ luật pháp ta và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chính Chúa sẽ khiến cho dân Israel được vào xứ Canaan.
Thì cũng có thể là chính Ngài là đấng khiến chúng ta được vào trong thiên đàng. Chính Ngài sẽ cất độ thánh của Chúa lên trên không trung để gặp Chúa Jesus và được vào trong thiên đàng. Nhưng mà việc chúng ta giữ là gì? Làm theo luật pháp của Ngài, vâng giữ bằng lệnh của Ngài thì chúng ta được sống. Và trong đó có sự sống một đời. Sự sống đây là sống thành công, sống thịnh vượng, sống sung mãn, sống phước hạnh. Dân Israel phải nhờ sự làm theo lời Đức Trời mà họ sẽ được hưởng trọn vẹn sự sống mà Đức Trời đã ban cho họ khi họ được Ngài giải cứu ra khỏi Ai Cập, tức là ra khỏi nhà nô lệ. Như vậy, Đức Trời đã đặt trước mặt dân Israel một con đường để họ có thể nhìn thấy mà đi theo, hầu cho họ sẽ nhờ đó mà nhận được sự sống mà Đức Trời đã hứa cho, là sự mà xác thịt của loài người không thể nào có thể dành cho mình được. Bởi vì tội lỗi của Adam mà sự chết đã vào trong loài người hết thảy. Đến khi sau rốt này, Đức Trời đã ban sự cứu rỗi cho hết thảy loài người trên trái đất này, tức là hết thảy dân ngoại sẽ được cứu rỗi nếu như người ta tiếp nhận đường lối của Đức Chúa Trời như chính Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel vậy. Giăng đoạn 3 câu 13 đến 21 chép: chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải loại bỏ sự tối tăm ra khỏi tư tưởng của chúng ta, tức là mọi người chúng ta phải hành động, phải làm việc vì sự sống ở đời. Chúa không muốn chúng ta đến để xin Chúa tiếp trợ điều này điều kia. Đó là việc Chúa sẽ làm. Chúng ta có quyền cầu xin, nhưng đó phải là mục tiêu chúng ta đến để làm điều đó. Vì chúng ta đến là xin Chúa cho ta có sự sống từ nơi Ngài, có sự khôn ngoan, thông sáng để nhận biết các công việc chúng ta làm. Trong khi chúng ta làm mọi công việc đó, chúng ta biết nhờ cậy Ngài. Ngài hứa chúng ta điều đó. Vậy chúng ta phải xem Chúa hứa với chúng ta những điều gì. Chúng ta phải viết cho chúng ta trên 600 lời hứa. Trên 600 lời hứa Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải xem Chúa hứa gì với chúng ta khi chúng ta làm điều này điều kia, có lời hứa không? Chúa hứa là Chúa muốn chúng ta trông cậy đến Ngài. Tại sao? Vì Ngài yêu chúng ta. Vì Ngài là Chúa của chúng ta, Ngài là Cha của chúng ta. Và Ngài muốn thông qua chúng ta để cai trị muôn vật. Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này để giải bày đường lối của Ngài cho là người chúng ta biết. Mà đường lối của Đức Chúa Trời là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đường lối của Đức Chúa Trời là ý tưởng Ngài. Ý tưởng Ngài là ý tưởng bình an, không phải tai họa. Để làm gì nhỉ? Để chúng ta có nơi trông cậy trong sự cuối cùng của mình. Chúa biết rõ là chúng ta không trông cậy Ngài ngay lúc ban đầu đâu. Ít khi chúng ta trông cậy lắm, trừ khi nó khó quá. Còn thường chúng ta bản năng tự nhiên của mình là bắt tay việc là làm ngay, dùng trí khôn của mình, kinh nghiệm mình để làm. Chúa biết điều đó, Ngài thông cảm. Nhưng mà khi chúng ta đối diện sự cuối cùng, bế tắc, chúng ta vẫn trông cậy nơi Chúa. Như vậy rõ ràng là Chúa cho chúng ta lời hứa rằng Ngài dõi theo chúng ta, Ngài biết chúng ta làm được gì đó, Ngài phải dõi theo. Dù chúng ta không có hề Ngài, Ngài vẫn sẵn sàng dõi theo chúng ta, chờ đợi chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Bởi vì Chúa là tốt lành, Ngài không tạo vật lên để Ngài phá đi đâu. Ngài tạo vật lên để Ngài duy trì nó, vì Chúa là đấng thành tín. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 đến 14 chép: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhận lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và ta sẽ đem những phù tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đẩy đi khỏi đó. Lời Chúa đây không chỉ nói cho dân Israel, cho tất cả loài người chúng ta. Chúng ta có biết mình bị cái gì bị bắt đi làm phù tù không nhỉ? Chồng của chị đâu? Bị bắt làm phù tù rồi. Nhưng mà Chúa sẽ đem nó về nếu chị tin. Cái sự khôn ngoan của em đi đâu rồi? Bị bắt làm phù tù à? Chúa sẽ đem nó về nếu em tin. Sự giàu có thịnh vượng của bà đâu rồi? Bị bắt làm phù tù à? Ngài sẽ đem nó về nếu bà tin. Đây là lời hứa của Chúa. Tôi tin
Nên tôi nói, Chúa hứa Ngài sẽ đem nó về cho chúng ta. Israel có tới 12 chi phái. Chúa đem tất cả các chi phái đó về đúng ngày. Đúng ngày 15 tháng 4 năm 1948, Chúa đem nó về lập quốc. Sau đúng 2520 năm, Chúa đấng thành tín. Sức khỏe của bà đi đâu rồi? Nó bị lưu giữ đâu rồi? Ai cướp đi rồi? Ngài sẽ đem nó về nếu bà tin. Tôi làm tôi mọi cho quyền lực của tội lỗi. Nhưng khi tôi biết rằng Chúa là cha của tôi, và khi tôi biết rõ rằng Đức Trời là có thật, và tôi cầu nguyện với Ngài, tôi cầu nguyện với Chúa trong nước mắt, và cuối cùng tôi cầu nguyện với Chúa trong sự vui mừng. Và cảm tạ Chúa, Chúa cho tôi lời hứa. Trong chiêm bao, Chúa cho tôi biết rằng Ngài đã tha tội tôi. Ngài đeo nhẫn vào tay tôi. Ngài ban cho tôi quyền trị ma quỷ. Tôi cảm tạ Chúa. Ngay chiêm bao đầu tiên, sau 44 năm tôi không biết Chúa, và tôi nhận biết là Chúa đã hứa với tôi rồi. Và Kinh Thánh có chép, Chúa nhắc cho tôi nhớ, mặc dù tôi không thuộc Kinh Thánh lắm, Chúa nhắc cho tôi nhớ là tôi là đứa con hoàng đàng. Và khi tôi trở về cùng Ngài, thì Ngài đeo nhẫn vào tay, mặc áo mới cho, mổ bỏ con mập cho, và cảm tạ Chúa. Quý vị là những bạn hữu của tôi, và quý vị được hưởng chung bữa tiệc mà cha đã mở ra để tiếp đãi tôi. Những gì tôi có ấy là bữa tiệc Chúa đãi tôi. Và Chúa đãi tôi thì bạn bè nào mà tiếp nhận tôi, nhận biết tôi là con cái của Chúa, tôi tớ của Chúa, chúng ta cùng được hưởng. Đó là bữa tiệc Chúa ban cho. Như vậy đây là lời Chúa hứa cho chúng ta biết. Không phải là ngày khoe. Ngài nói đây là bằng chứng rằng Chúa là cha của chúng ta và chúng ta là con của Ngài. Ngài hứa là Ngài sẽ đem những phu tù của chúng ta trở về. Chúa nói tiếp này, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và từ mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi trở về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Tất cả điều gì mà Adam vì cớ tội lỗi của người mà khiến ta bị mất đi đó, Ngài sẽ đem lại cho chúng ta. Ngài đem trở về cho chúng ta. Nó bị bắt đi nhiều nơi lắm, nhưng Ngài sẽ đem lại cho chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa, tôi tin hoàn toàn lời Đức Chúa Trời. Những gì mà vì cớ tội lỗi của tôi mà quỷ cướp hết tôi đi, nhưng khi tôi trở lại cùng Chúa, Chúa đem lại hết cho chúng tôi. Tôi tin vào lời Đức Chúa Trời. Tất cả mọi thứ mà ngày xưa mình vì tội lỗi mình mất đi hết ấy, vì Chúa đem lại cho chúng ta. Đó là sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sự vui mừng, sự bình an và sự trông cậy. Thế gian không có sự trông cậy, chúng ta có sự trông cậy. Vậy vì chúng ta phải tin vào lời Đức Chúa Trời, tức là sống theo đường lối của Chúa, nói theo cách của Chúa, sống theo cách của Chúa, đi trong đường lối của Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa hứa cho chúng ta điều gì, Ngài sẽ làm thành điều đó. Lời của Đức Chúa Trời là sự sống cho những ai tin cậy và vâng giữ lấy cho mình, như đất tiếp nhận lấy nước mưa và tuyết từ đất trời Chúa ban cho vậy. Ê-sai đoạn 55 câu 8 đến câu 13 chép: Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kê nộ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luôn, nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Đây là giao ước Đức Trời hứa chắc chắn với Ngài, không bao giờ tuyệt diệt được. Vì Ngài hứa bằng danh của Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quần. Cho nên ý tưởng của Chúa đã phán ra đó sẽ làm chắc điều Ngài muốn, đó là cứu chúng ta lại hoàn toàn cho Ngài. Vì chúng ta là tin, giữ và làm theo. Giữ đường lối của Chúa, giữ không phải là thuộc mà thôi, làm theo đường lối đó. Mà làm theo đường lối của Chúa tức là vẫn giữ điều răn và sống theo lời Đức Chúa Trời. Và chính quyền phép của lời Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Ngài hứa cho chúng ta điều chi? Ngài sẽ làm chọn điều đó cho chúng ta. Đường lối của Đức Chúa Trời là rất rõ ràng, rằng nếu dân sự của Chúa tin cậy và vâng theo lời của Ngài, thì Đức Chúa sẽ bảo đảm về các tiêu chuẩn của sự sống đời đời sẽ được ứng nghiệm, như khi đất tiếp nhận nước mưa và tuyết từ trên trời xuống và nó đượm nhuần đất đai vậy. Hầu cho cây trồng trên đất đó sẽ xanh bông trái cho người vậy, và đó là lời hứa Đức Trời dành cho xác thịt của loài người nếu tiếp nhận lời của Ngài. Như vậy, nếu thân thể chúng ta vâng phục luật pháp của Chúa làm theo, cây nào được xanh trái trước hết anh em? Tâm linh này. Tâm linh chúng ta là cây Đức Chúa Trời trồng, thân thể chúng ta được gọi là ruộng Đức Chúa Trời cày. Như vậy lời Chúa là hạt giống, vì chúng ta là tin, tin trong sự vui mừng, trong sự tin cậy và làm theo lời Đức Chúa Trời. Để loài người có thể tin cậy vững chắc vào luật pháp công bình mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua dân Israel, Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài
là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này để trực tiếp thi hành quyền phép mà Đức Chúa đã phán hứa với dân Israel, cũng như cho lời người chúng ta, đó là: các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta, đặng nói theo ta là Jehovah Đức của trời các ngươi. Vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Jehovah. Mạng lệnh của Chúa là người nào làm theo, bất luận người nào trên thế gian này, nếu là người mà làm theo lời của Đức Trời thì người đó sẽ nhờ sự làm theo đó, tức là nhờ lời của Đức Trời đó mà được sống, sự sống dư dật, sự thịnh vượng và sự sống đời đời. Đây là mạng lệnh của Chúa, và Chúa Jesus Christ đến làm theo lời này. Lời này là ban cho lại người, nhưng người ta không tin, người ta không làm theo. Nên bây giờ Chúa Jesus đến, Ngài làm theo điều đó, và người ta sẽ nhìn thấy kết quả của lời Đức Trời hành động trên Chúa Jesus, để người ta tin rằng Chúa Jesus quả thực là lời Đức Trời, là con đường của họ. Luật pháp của Đức Chúa Trời là công bình và tốt lành cho những người nào tin và vâng giữ lấy. Thế nhưng những người nắm giữ chức vụ giảng dạy luật pháp của Đức Trời cho sự của Chúa đã không hiểu rõ giá trị thật cùng quyền phép trong luật pháp của Đức Chúa Trời, nên chính những người đó đã không nhận được quyền phép trong lời của Đức Chúa Trời. Vì họ có tin đâu, họ không suy gẫm, không hiểu. Mà không suy gẫm, không hiểu thì giống như người kia cứ tưởng rằng tôi giữ kinh thánh, tôi đọc kinh thánh như là Chúa sẽ ban được sống đời cho tôi rồi. Họ giữ thật mới, thật sạch. Nhà họ quét dọn sạch sẽ đàng hoàng lắm, cái đây cầu nguyện sạch sẽ lắm, ồ cái bàn làm việc sạch sẽ lắm, gọn gàng lắm. Ích chi, không hiểu lời Chúa mà không làm theo lời của Đức Trời, họ làm theo lời Chúa mà là cắt chỗ này cắt chỗ kia thì không phải làm theo lời Đức Trời nữa. À, bởi cái đó nên họ không nhận được quyền phép Đức Trời ban cho. Vậy làm sao bây giờ? Họ trở nên kẻ vô tín, và những người đi theo họ, tin theo lời họ dạy đó cũng trở nên giống như họ vậy. Vì thế nên chính họ trở thành cái cớ khiến luật pháp Đức Trời trở nên sự yếu đuối, và làm cho sự của Đức Trời không nhìn thấy được quyền phép trói lại của tin lành mà Đức Trời đã ban cho. Và cũng vì cơ đó mà người ta không tin và không yêu mến lời Đức Trời và không nhờ cậy Đức Trời. Người ta tổ chức các cuộc thi kinh thánh để được danh hiệu giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích và được các phần thưởng. Họ học để được giải thưởng, không phải để học để hiểu lời Đức Trời. Nhưng cũng giống như người ta lấy kinh thánh về giữ cho đẹp rồi để treo lên cho nó mới, nhưng không ăn nuốt lời của Chúa, không làm theo, không hiểu và không nhận quyền phép trong lời của Đức Trời. Cũng như là người ta giữ thật nhiều tiền nhưng mà không tiêu nó, vẫn cứ nghèo như thế, không tác dụng gì cả. Để là người thấy được quyền phép thật trong lời của Đức Trời, Đức Chúa Jesus Christ là con một Đức Trời đã đến thế gian này, và chính Ngài mang lấy thân thể xác thịt như thân thể tội lỗi của lời người chúng ta, và chính Ngài sống theo luật pháp công bình của Đức Trời, để chứng minh cho người thấy quyền phép của Đức Trời được thể hiện qua lời của Ngài. Và lời Đức Trời chính là nơi trông cậy vững chắc cho là người, cho bất cứ một người nào đó trải khắp mọi thời đại. Lời Chúa ban cho dân Israel. Và khi Chúa Jesus đến như vậy là trải qua hơn 1.400 năm. Chúa Jesus đến, và khi Ngài thi hành chức vụ đó, Ngài vẫn giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Trời, Ngài giảng luật pháp của Đức Trời cho người ta và dạy người ta làm theo. Như vậy Chúa Jesus không làm bất cứ điều gì khác cả, Ngài vẫn giữ luật pháp của Đức Trời, vẫn giữ điều răn bằng lệnh của Chúa. Và Chúa phán các môn đồ của Chúa như thế nào: nếu quý có làm như ta làm thì ta sống, các người cũng sẽ sống. Như vậy là đây là con đường Chúa Jesus đã đi trước chúng ta để chúng ta nhìn thấy kết quả của công việc đó. Các môn đồ của Chúa có thấy Chúa Jesus về thiên đàng không? Có thấy không? Có bao nhiêu người nhìn thấy Chúa Jesus lên thiên đàng? Hơn 500 người. Chúa đã thắng sự chết, Ngài lên thiên đàng bởi con đường nào? Làm theo lời của Đức Chúa Trời, làm theo đường lối của Đức Chúa Trời, làm theo đạo của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã sống theo luật pháp công bình của Đức Trời để chứng minh cho là người thấy quyền phép của Đức Trời được thể hiện qua lời của Ngài. Và lời của Đức Trời chính là nơi trông cậy vững chắc cho là người trải khắp mọi thời đại. Và Chúa Jesus đã dùng chính thân thể Ngài minh chứng cho là người thấy lời của Đức Trời chính là tin lành quyền phép đó. Ngài phó thác hoàn toàn sự sống của mình theo lời của Đức Trời. Và người ta nhìn thấy rõ ràng điều đó. Chúa không có tội, nhưng vì yêu thương là người chúng ta nên Ngài gánh tội cho người ta. Nhưng Ngài không phải vì cơ đó mà Ngài chết, mà Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại và được phục sinh vinh quang như vậy. Đường lối của Đức Chúa Trời đó là nếu chúng ta tin vào lời của Ngài thì vâng giữ các mạng lệnh cùng các điều răn của Ngài, thì quyền phép trong lời của Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta nhận biết được giá trị thật của lời Đức Chúa Trời và nhận được sự sống lại và sự sống trong lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta xem, khi chúng ta vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời thì có phải sự vâng giữ đó khiến chúng ta có sự sống ở đời hay không? Tôi hỏi lại. Khi chúng ta vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, không vi phạm điều răn nào cả, thì có phải vì cớ đó mà chúng ta có sự sống đời đời hay không? Không.
Nhờ đó mà xác thịt này được sống mà không bị đoán phạt mà thôi. Nhưng sự tin vào lời của Đức Chúa Trời khiến chúng ta được sống lại. Con đường của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là luật pháp công bình đó cho xác thịt này. Vậy thì khi chúng ta đi theo luật pháp công bình này, thì khi chúng ta nghĩ rằng tôi tin cậy Chúa, tôi trông cậy Chúa, tôi vâng phục Chúa, tôi đi. Xác thịt này đang đi trên luật pháp đó, nhưng mà tâm linh tôi đang đi trong con đường của Đức Chúa Trời. Tôi đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, tôi đi theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời không có người nào bước trên đó được. Nhưng mà khi người ta vâng lời Chúa mà đi, thì hành động đi đó trong thực thể, thì trong tâm linh người ta đang đi theo đường lối của Đức Chúa Trời rồi. Có con đường ảo người ta không nhìn thấy, nhưng con đường ảo đó là con đường thật sự đời đời vĩnh viễn với chúng ta. Khi chúng ta tin cậy, chúng ta đi. Khi mà tin, chúng ta có sầu đau buồn khổ không? Có lo không? Không. Cho dù khi đi siêu to mệt mỏi quá, vác nặng quá, nhưng mà vẫn vui mừng đi với Chúa. Tại vì sao? Tâm linh tôi được cứu, tâm linh tôi đang đi theo đường lối Đức Chúa Trời. Việc tôi làm cho xác thịt này là vì cái sức khỏe của xác thịt tôi nó yếu, nó không mắc quá nặng thì nó đi, nhưng mà tôi vâng phục, tôi đi theo. Cái siêu đảo ở trong xác thịt này không có giá trị gì cả, nhưng cái chính là cái tâm linh mình có được tin hoàn toàn lời Đức Chúa Trời và chúng ta đang đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Tôi tin nên tôi nói, nên Chúa Giêsu ngài đi trong đường lối của mình Đức Chúa Trời, ngài không có tội. Nhưng mà vì để ý của Chúa được nên, ngài gánh tội cho người khác để người ta được tha, còn ngài chịu đau đớn trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài đang đi trong đường lối Đức Chúa Trời. Rõ ràng đường lối Đức Chúa Trời là rõ ràng, ngài yêu là người chúng ta, lên ngài phục vụ chúng ta, ngài chịu chúng ta. Chúa Giêsu phán, ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh nho, như vậy là gốc nho chịu chúng ta, mà Đức Chúa Trời đứng chăm giữ chúng ta, ngài chịu chúng ta. Rõ ràng đường lối của Chúa là gì? Ngài yêu chúng ta để được chúng ta lại cho ngài. Và Chúa Giêsu cũng đi theo đường lối của Chúa, ngài yêu chúng ta để ngài đưa chúng ta lại cho ngài. Nên trên thập tự giá ngài đã cầu xin Đức Cha là xin Cha tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Bởi tình yêu Chúa làm theo đúng đường lối của Đức Trời, xin tha cho tất cả người bắt bớ ngài, đóng đinh ngài. Đó đường lối của Chúa. Như vậy thì khi ta tin cũng giống như A-pham tin, đi mà không biết mình đi về đâu. Ngày nay chúng ta đang đi theo Chúa, chúng ta đang đến đây, người bên ngoài ta tưởng chúng ta đang giữ thủ tục tôn giáo. Nhưng cái thứ chúng ta đang đi trong đường lối Đức Trời là tin cậy vào đấng chúng ta không nhìn thấy và tin vào đường lối của ngài và làm theo đường lối của ngài. Chúng ta đang tin, chúng ta đang đi trên con đường mà thế gian không nhìn thấy được. Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đồ của ngài biết đường lối của Đức Chúa Trời và cũng là ý muốn của ngài nữa, đó là nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 đến 26 ở đây để chúng ta đọc rõ ra cho những người mà chưa có ý hiểu rõ ràng đó, chúng ta có thể đọc như thế này. Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, tức là làm theo luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho người đó. Vì ai muốn cứu sự sống của xác thịt mình thì sẽ mất, nhưng còn ai vì cớ ta mà mất sự sống của xác thịt mình thì sẽ được lại sự sống cho linh hồn mình. Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Chúa đang nói về chúng ta có một cái chọn đường lối của Chúa hay chọn đường lối của xác thịt mình. Đường lối của xác thịt mình là chăm cho xác thịt, để rồi sẽ chết xác thịt, vì đến kỳ nó phải chết. Nhưng nếu chúng ta chọn ý muốn Đức Chúa Trời, đường lối của Chúa và làm theo đó, thì xác thịt sẽ phải chịu chết. Trước hết là nó chết về cái sự ảnh hưởng của xác thịt nó. Xưa kia thì nó muốn làm cai trị, nó muốn làm Sauler, muốn kẻ phán xét, muốn làm quan. Nhưng mà khi vì cớ danh Chúa như vậy, nó sẵn sàng làm tồi mọi, làm nhỏ nhất để đầu phục bằng lệnh của Đức Trời. Nó bị mất cái danh chức lệ quyền của xác thịt, nhưng đổi được lại, nó được quyền làm con Đức Chúa Trời, làm tôi tớ Đức Chúa Trời. Thì cái phần mà xác thịt chịu hy sinh, chịu chết đi đó, để cho tâm linh được sống làm con Đức Chúa Trời đó, thì nó được cứu. Chúng ta chọn một trong hai thứ, một là cho tâm linh, hai là cho xác thịt. Nếu chúng ta chọn cho tâm linh mình thì xác thịt phải bị hạ xuống, thì chúng ta sẽ được cứu. Đó là cách Chúa Giêsu phán, nếu ai muốn theo ngài thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ngài. Thập tự giá đó là luật pháp công bình của Đức Chúa Trời mà chính Chúa Giêsu đã đến để làm điều đó. Và chúng ta muốn theo ngài ư? Phải làm như ngài đã làm. Chính Chúa Giêsu đã làm mẫu mực về sự vâng lời này và ngài đã trở nên cội rễ của sự cứu rỗi. Philip đoạn 2 câu 5 đến 11 chép: Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.
Ngài đã hiện ra như một người từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thấy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thấy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là một cách chúng ta học theo, nhìn theo đường lối của Chúa Giêsu, đó là chọn sự vâng phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì đó là đường lối của Chúa Giêsu, đó là phương cách của Chúa Giêsu, đó là con đường của Chúa Giêsu, cách thức mà Chúa Giêsu đã làm, đó là vâng phục trọn vẹn lời Đức Chúa Trời, sự lựa chọn, cũng như đạo Đức Chúa Ba, và chúng ta đã học ý nghĩa cái đó. Vậy chúng ta phải làm theo lời của Chúa, cách của Chúa để được đến với Chúa. Là người xác thịt không nhìn thấy con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho mình, bởi lòng của người ta chỉ nhìn vào sự thuộc về xác thịt và bởi lòng tư kỷ nên người ta không thấy được những sự tốt lành trong đời Đức Chúa Trời. Nên khi Chúa Giêsu Christ đã đến và Ngài mang thân thể xác thịt có huyết như thân thể xác thịt của loài chúng ta và vâng giữ luật pháp của mình Đức Chúa Trời, để loài người sẽ qua Ngài mà nhận biết được quyền phép trọn vẹn trong lời Đức Chúa Trời, và qua Ngài mà loài người sẽ tin cậy vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta muốn người khác tin vào chúng ta thì chúng ta cũng phải thi hành cái công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Chính Ngài phải vâng phục trọn vẹn lời Đức Chúa Trời. Bây giờ quyền phép Đức Chúa Trời ở trên Ngài, giúp cho Ngài đã thắng được quyền lực của sự tối tăm, của sự của tội lỗi và thắng sự cám dỗ. Chúng ta muốn làm chứng đạo cho người khác mà mình còn ở trong bệnh tật, mình còn trong sự nghèo thiếu, mình còn trong sự bất toàn mà đầy rẫy điều mà thế gian đang có, thì làm sao làm chứng được? Thế nên Chúa Giêsu đã phán các môn đồ của Chúa là phải liều mình. Liều mình có nghĩa là không có con đường nào chọn nữa, rất là nguy hiểm. Cái sự liều đó, nó là cách của xác thịt. Nhưng mà khi chúng ta nhận biết rằng Chúa chẳng bao giờ để chúng ta chết cả, thì việc chúng ta làm tưởng là liều đó không phải là liều. Cũng như khi chúng ta nói tiếng mới vậy đó, tôi tin nên tôi nói theo cách của người ta là nói đại, nhưng kỳ thực không phải là nói đại mà là giống như đi trên mặt nước vậy đó. Tôi chưa nói bao giờ cả, nhưng bởi vì Chúa có nói như vậy thì tôi nói theo. Phi-rơ nói vậy có phải Chúa không? Nếu Chúa phải Chúa thì Ngài khiến tôi đi trên mặt nước đi, mà phải ta đây hãy đến đi, ông đi theo. Vậy có phải ông đi đại không? Nói theo cách tầm thường nhất là đi đại đấy. Đó là đức tin. Đức tin là tin theo lời Đức Chúa Trời, hành động mà không dùng trí khôn. Hành động không dùng trí khôn, hành động bởi đức tin. Vậy tôi tin lời Đức Chúa Trời và tôi hành động. Hebrew đoạn 2 câu 10 đến 18 chép: Thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, như sợ đó đớn mà nên cho lành là phải lắm. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi, và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Ngài lại phán: Ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán: Ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vua giúp các thiên sứ, bèn là vua giúp dòng dõi của Abraham. Nhân đó, Ngài phải chịu giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúng ta xem Chúa Giêsu đã thắng quyền lực của ma quỷ như thế nào. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Làm thế nào có thể phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ được? Khi cái cây bị nhổ khỏi đất để trồng chưa trên đất, nó sẽ chết vì không có nơi đổ lũy. Ma quỷ có thể tồn tại trong xác thịt người ta khi người ta yêu mến tội lỗi mà thôi. Nếu người ta ghét tội lỗi, ma quỷ không còn nơi ẩn náu. Nếu ta không chăm chút cho tội lỗi, không tưới cho tội lỗi, cái cây mọc trên tội lỗi còn sống được không? Không. Nếu chúng ta tin quyền phép của lời Đức Trời có thể khiến chúng ta sống lại được, và tin hoàn toàn lời đó và sống theo lời Đức Trời để ý muốn Đức Trời được nên, chúng ta từ bỏ cái ý muốn của xác thịt mình, không vi phạm luật pháp Đức Trời, không nói dối, không tham lam, không hằn thù, không kiêu ngạo, không làm tất cả điều gì mà luật pháp đã cấm, thì như vậy chúng ta chọn ý muốn Đức Trời được nên, thì điều đó không có tội. Mà khi chúng ta không sống trong tội lỗi, ma quỷ không còn sống trong ta được nữa. Nó không còn cơ hội ở đó nữa. Mà vì chúng ta giữ sự sáng của Chúa ở trong mình, thì nó phải bị bật ra.
Vậy khi được bị bật ra như vậy, chúng ta được tự do hoàn toàn theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta tự do theo Chúa được, không khó khăn nữa. Vì chính nó là kẻ kìm hãm, kẻ ngăn trở, kẻ khiến người ta ngại ngùng, khó chịu khi làm theo lời Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng nếu ta đã khiến nó bị bật ra khỏi cuộc đời của chúng ta rồi, thì chúng ta làm lời Chúa luôn luôn thấy tự do và dễ dàng. Bởi vì cái vật ngăn trở đó chính là ma quỷ. Vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời thì chúng ta khiến cho ma quỷ phải bật ra khỏi cuộc đời chúng ta. Khi Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ý là Chúa Giêsu đang phán về chính Ngài là lời của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng phán về chính Ngài là con đường cứu rỗi. Không phải vì Ngài có quyền ban sự sống cho muôn vật, mà là con đường mà chính Ngài đã đi qua. Và con đường đó, phương pháp đó, đường lối đó, và sự vâng phục trọn vẹn luật pháp công bình Đức Chúa Trời, thậm chí vâng phục cho đến chết để cho ý muốn của Đức Chúa Trời được nên. Và đó là con đường. Tại sao Chúa trở nên cội rễ của sự cứu rỗi? Là bởi vì Ngài đã đi trên con đường đó, và Ngài là đấng duy nhất đã hoàn thành công việc đó. Và bây giờ chúng ta căn cứ thì đó để đi theo. Khi con đường đã được thành lập vững vàng rồi, chúng ta đi trên đó là chắc chắn. Tất cả mọi con đường người ta gọi là đi cái này đi cái kia, không phải bởi Chúa Giêsu thì không phải là con đường thật. Thế nên người ta đã bị chúng ta thực hiện ân điển rồi, đó không phải là con đường thật. Con đường thật là làm theo lời Chúa Giêsu đã phán. Những gì Chúa Giêsu đã trải qua thì đó là con đường. Vâng theo bằng lệnh của Chúa Giêsu là đấng đã làm theo lời Đức Chúa Trời, đắc thắng nhờ Đức Chúa Trời, sống lại nhờ Đức Chúa Trời và về thiên đàng nhờ Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ đi theo đường đó. Đó là con đường duy nhất khiến chúng ta về thiên đàng được. Không có con đường nào tắt hết. Bất cứ một người nào đứng giảng là chúng ta chỉ tin vào ân điển của Chúa thôi, mà không giảng làm theo luật pháp của trời, con đường đó là con đường của xác thịt, không phải con đường của Chúa Giêsu. Chúng ta bác bỏ con đường đó. Chỉ có con đường của Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Những gì mà Chúa Giêsu đã trải qua, chúng ta phải đi theo. Vì Ngài đã trải qua trên chính con đường mà Đức Chúa Trời đã lập cho dân Israel. Ngài đã làm vững con đường đó, chính Ngài đã thắng nhờ con đường đó, và Ngài trở nên đứng bảo lãnh cho ta được đi trên con đường đó. Bởi vì chính Ngài đã nhờ Đức Thánh Linh để đã thắng tất cả mọi sự cám dỗ cùng lực của sự tối tăm, để Ngài chiến thắng sự chết, mà Ngài cũng nhờ Đức Thánh Linh để sống lại và trở về thiên đàng. Và chính Chúa Giêsu đã là đứng bảo lãnh để chúng ta được sự ban cho Đức Thánh Linh. Như vậy, không bởi Chúa Giêsu không ai có thể đến được đường với Đức Chúa Cha. Không phải bởi vâng giữ luật pháp của trời mà được đến cùng Đức Chúa Cha, đều phải thông qua Chúa Giêsu hết. Vì Ngài đã đắc thắng. Nên Chúa Giêsu ban là vì ta thắng thì người cũng sẽ thắng, ta sống thì người cũng sẽ sống. Chúa nói là ta đã thắng thế gian rồi. Đường lối của Đức Chúa Trời đó là nếu tin vào lời của Ngài thì vâng giữ các mạng lệnh cùng các điều răn của Ngài, thì quyền phép trong lời Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta nhận biết được giá trị thật của lời Đức Chúa Trời và nhận được sự sống lại. Và sự sống trong lời Đức Chúa Trời là sự sống dành cho tâm linh của chúng ta. Ta dành cho người nào tin cậy và vâng giữ lời sống của Chúa. Chúa Giêsu phán như này: quả thật tôi nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Và cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn được thể ấy, cho con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng còn Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sự sống. Ai đã làm giữ thì sẽ sống lại để bị soi đoán. Đoạn 5 câu 19-29. Chúa Giêsu đang nói về nguyên tắc. Tiếp nhận Chúa Giêsu hay là tiếp nhận Đức Chúa Cha. Tiếp nhận lời Đức Chúa Trời tức là tiếp nhận Đức Chúa Trời vậy. Vậy đi. Chúa đã phán này. Đức Chúa Trời toàn năng có quyền ban sự sống cho muôn vật, có thể khiến cho chết sống lại thế nào. Thì lời của Chúa cũng có quyền đó vậy. Bởi vì lời Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Như vậy thì Chúa đang cho chúng ta biết là mình ta phải tin. Nếu ta tin vào Đức Chúa Trời, hãy tin vào lời của Ngài. Vì khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời thì đừng nghi ngờ.
cứ tin và làm theo đi, chúng ta sẽ thấy sự hiển Chúa hành động trên chúng ta. Như Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài, cũng như Ngài phán với chúng ta rằng, lòng các ngươi chưa hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, không hãy tin ta nữa. Chúa Giêsu muốn chúng ta đã tin có Đức Chúa Trời, tin Ngài Đức Chúa Trời toàn năng đứng tạo nên muôn vật, thì hãy tin đến lời của Ngài. Vì chính Chúa dùng lời của Ngài để tạo nên muôn vật. Vì sự tin vào Đức Chúa Giêsu chính là tin vào lời Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời đã được ân chứng qua chức vụ của Chúa Giêsu Christ đấng đã xuống thế gian này để đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời trên thiên đàng, không phải bởi quyền phép của riêng Ngài, nhưng bằng luật pháp công bình của Đức Chúa Trời mà Ngài đã vâng giữ, và nhờ đó mà Ngài đã được tôn lên rất cao, và nhờ Ngài mà chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và điều Chúa Giêsu làm đó là con đường mà lời chúng ta nhờ đó mà được cứu. Vì chúng ta đã thấy là Chúa Giêsu là con đường, là bởi vì Ngài là lời Đức Chúa Trời, Ngài phán điều đó ra rồi. Bây giờ chính Ngài đến làm chứng về điều đó, Ngài sống theo điều đó, và lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền phép khiến Ngài thắng được sự tối tăm, phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, và Ngài đã thắng, Ngài phục sinh, Ngài trở về thiên đàng, và các môn đồ của Chúa đã thấy Ngài trở về thiên đàng. Như vậy, Chúa là con đường và Ngài là đấng bảo lãnh cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã hứa chúng ta rằng Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, và hiện nay chúng ta đã nhận được Thánh Linh của Chúa. Vậy dấu chỉ của Chúa, dấu hiệu của Chúa đã ban cho ta là chính xác. Vậy thì chúng ta phải tin cậy hoàn toàn nơi Chúa và ở trong Ngài. Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 17 chép: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn cho chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Sau nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể ai chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể em thì anh em sẽ sống. Vì hễ thấy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa về lời của Chúa ban cho chúng ta buổi sáng nay, và chúng ta sửa soạn lòng chúng ta trước khi chúng ta nhận được thánh. Chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới cho này. Hallelujah.